Diệu Pháp Liên Hoa, Quyển 4, Phẩm Thấy Bảo Tháp thứ 11. Phẩm thứ 11 gọi là Phẩm Thấy Bảo Tháp. Thấy là nhìn thấy, thấy bảo tháp. Một số người dùng mắt để thấy. Kỳ thật, những gì chúng ta thấy chẳng riêng gì dùng mắt để thấy, mà còn phải dùng tâm để thấy. Chẳng những tâm nhìn thấy đặng, mà bổn tánh cũng nhìn thấy đặng. Vì đa bảo Như Lai cũng ở trong bổn tánh của chúng sinh. Hiện là hiện bổn tánh Như Lai, thấy là thấy bổn tánh Như Lai, cũng đều là thấy bảo tháp. Đạo lý tâm thấy và tánh thấy, có người sẽ không tin, vì một số người chỉ biết dùng mắt mà chẳng biết con mắt vốn chẳng thấy được. Nếu con mắt thấy được, tại sao người chết rồi, con mắt vẫn còn mà sao không thấy? Do đó có thể chứng minh rằng, chẳng phải con mắt thấy mà là tánh thấy. Có người nói, hiện tại khoa học phát triển, có thể lấy con mắt của người này gắn vào con mắt của người khác, vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Đó chẳng phải là mắt thấy, mà là sự thấy của tánh thấy. Vì mắt có tánh thấy, cho nên thấy được. Nếu chẳng có tánh thấy, thì sẽ không thấy được. Vậy tánh thấy là gì? Bạn nhìn chẳng thấy được. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, kiến do ly kiến, kiến bất năng cập, nghĩa là thấy do lìa thấy, không thể thấy được. Thấy cũng phải lìa sự thấy này. Tại sao bạn nhìn chẳng thấy? Vì sự thấy là chẳng có. Nếu chiếu theo đạo lý này mà nói, thì bạn nhìn thấy mọi vật cũng chẳng tồn tại. Có người nói, đạo lý này tôi không tin. Vì bạn không tin nên chẳng hiểu đạo lý Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là phá tất cả mọi sự chấp trước của bạn. Sự thấy mọi vật chất của bạn là từ phần tướng của tám thức hiện ra. Kỳ thật cũng là giả. Cái mà nhìn không thấy mới là thật. Cái đó là gì? Tức là tự tánh của bạn, tròn trịa, sáng suốt, viên dung, vô ngại. Nếu buông xả được cái giả, thì biết được cái thật. Tóm lại, bạn nhìn không thấy thì đó mới là thật thấy. Bạn nhìn thấy được, đó là tướng phần của tám thức, chẳng phải phần thấy. Đạo lý này càng nghiên cứu thì càng diệu. Hôm nay nói về sự thấy đến đây thì ngừng. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm tất cả các tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Bảo là thất bảo, tức bảy báo, tức là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, trân châu, mai khôi. Thứ nhất, vàng. Tính của vàng là tùy duyên bất biến. Bất biến tùy duyên, đại biểu cho trí huệ kiên cố. Thứ hai, màu của bạc sạch trắng, đại biểu cho hạnh môn thanh tịnh. Thứ ba, lưu ly là thể sáng suốt thấu triệt, biểu thị cho trí huệ sáng suốt. Thứ tư, sa cừ có tướng chuyển động, biểu thị cho tâm ủy khúc, người tu đạo phải có tâm nhẫn và nhường nhịn. Thứ năm, mã não là tạp sắc, bên trong có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, vì có nhiều màu, biểu thị cho trí huệ vạn hạnh, do đó có câu vạn đức trang nghiêm. Thứ sáu, trân châu là tròn sáng, biểu thị cho trí huệ viên dung vô ngại. Thứ bảy, mai khôi là ngọc thạch, có tính ôn nhuận, biểu thị cho trí huệ ôn nhuận. Dùng bảy báu này để tạo tháp, cho nên gọi là bảo tháp, tức tháp báu. Tháp là phương mộ, nơi cúng dường chân thân của Phật và Tổ sư, tức cũng là nơi thờ Phật Xá Lợi. Tháp có hình bốn góc, hình sáu góc, hình tam giác và hình tròn. Có tháp làm bằng gạch, bằng đá, bằng gỗ. Tháp cao nhất có 13 tầng, thấp nhất là 2 tầng. 8 tầng trở lên là tháp Phật, 7 tầng là tháp Bồ Tát, 6 tầng là tháp Bích Chi Phật,
5 tầng là tháp tứ quả A-la-hán, 4 tầng là tháp tam quả A-la-hán, 3 tầng là tháp nhị quả A-la-hán, 2 tầng là tháp sơ quả A-la-hán. Tóm lại, phàm là nơi đáng kỷ niệm. Người sao đều xây tháp để biểu thị tôn kính không quên. Giống như Đức Phật, một nơi ra đời, ở ngoài thành Ca Tỳ La Vệ, lập tháp tại vườn Lâm Tỳ Ni. Hai, nơi thành đạo, xây tháp tại nước Ma Già Đà, phía nam dòng sông Ni Liên. Ba, nơi chuyển Pháp Luân, tạo tháp tại vườn Nai, ngoài thành Ba La Nại, nước Ca Thi. Bốn, nơi hiện thần thông, xây tháp tại vườn Kỳ Đà, phía đông nam thành Xá Vệ. Năm, nơi từ trên trời xuống, xây tháp tại thành Khúc Nữ, nước Tan Già Thi. 6. Nơi hóa độ phân biệt tăng, xây tháp tại thành Dương Xá. 7. Nơi suy niệm thọ lượng, xây tháp tại thành Tỳ Gia Ly. 8. Nơi vào Niết Bàn, xây tháp tại thành Câu Thi Na. Này đều trở thành thánh địa lễ bái của Phật giáo đồ. Phẩm là phẩm loại, tụ lại nghĩa lý tương đồng là một đoạn. Kinh Pháp Hoa có 7 quyển, phân làm 28 phẩm, mỗi phẩm thành một đề mục. Phẩm này là phẩm thấy bảo tháp. Bảo tháp này được tất cả chúng sinh xây dựng sau khi Đa Bảo Như Lai nhập diệt. Trước khi Đa Bảo Như Lai chưa thành Phật, đã từng phát nguyện: ta ở đời vị lai, phàm là có Phật ra đời, khi muốn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bảo tháp của ta từ dưới đất sẽ giọt lên, hiện ra ở trước, trụ trong hư không, khiến cho đại chúng đều nhìn thấy được. Chứng minh, nói cảnh giới của kinh Pháp Hoa là không thể nghĩ bàn. Cho nên, có thể biết bảo tháp hiện ra là có tác dụng chứng tính. Do đó, khi Đức Phật muốn nói kinh Pháp Hoa, thì nguyện lực của Đức Đa Bảo Như Lai xuất hiện ở trong hư không. Do đó, đủ thấy kinh Pháp Hoa rất là quan trọng. Trong một đời của Đức Phật, trước hết nói kinh Hoa Nghiêm, cuối cùng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Xong, khi nói kinh Hoa Nghiêm thì hàng nhị thừa chẳng tiếp thọ được. Phật từ bi, đổi nói kinh A Hàm, kế tiếp nói kinh Phương Đẳng, rồi nói kinh Bát Nhã. Hàng đệ tử hồi tiểu hướng đại, cơ duyên thành thục, mới khai quyền hiển thật, nói bộ kinh Pháp Hoa này. Mùa hè năm 1968, chúng ta thành lập ban giảng tập. Trước khi khai giảng kinh Lăng Nghiêm, năm sau ban giảng tập giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Kim Cang, vân vân. Năm nay giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bây giờ giảng đến Phẩm Bảo Tháp. Đại chúng tại giảng đường Phật giáo cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp. Đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ, có thể nói là cơ hội ngàn năm mới gặp. Bất quá, bạn chưa được túc mạng thông nên chẳng thấu được nhân duyên này. Chưa chứng được thiên nhãn thông nên nhìn chẳng thấy được cảnh giới này. Song các bạn ở đây được nghe phẩm thấy bảo tháp mới là cảnh giới hiện tiền không thể nghĩ bàn. Kinh văn: bấy giờ, ở trước Đức Phật, có tháp bảy báo cao 500 do tuần, bề ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất giọt lên, trụ ở trong hư không, đủ thứ các báo vật nghiêm sức rất trang nghiêm, có 5.000 lan can, ngàn vạn phòng ốc, vô số tràng phan dùng để nghiêm sức, chuỗi báo rủ xuống, hàng vạn ức linh báo treo trên tháp, bốn mặt đều tỏa ra hương thơm Đa Ma La Bạt Chiên Đàn, xông khắp pháp giới. Giảng giải: khi nói xong phẩm pháp sư, thì ở trước Đức Phật Thích Ca có tháp bảy báo hiện ra. Tháp bảy báo này cao 500 do tuần, bề ngang rộng 250 do tuần. Đại do tuần dài 80 dặm, trung do tuần dài 60 dặm, tiểu do tuần dài 40 dặm. Tháp bảy báo này từ dưới đất giọt lên,
từ từ thăng đi lên, cuối cùng ngừng lại ở trong hư không. Trên tháp báu có các thứ báu vật nghiêm sức. Bốn mặt tháp báu có 5.000 lan can, ngàn vạn phòng ốc và vô số tràng phan trang nghiêm. Lại treo chuỗi báu rủ xuống, và lên báu toàn ten có đến hàng vạn ức. Bốn mặt tháp báu tỏa ra hương thơm đa ma la bạc tín vô cấu chiên đàn. Thứ hương thơm này xông khắp đại thiên thế giới. 500 do tuần biểu thị chúng sinh thọ khổ ở trong 5 đường luân hồi. Hiện tại làm cho 5 đường luân hồi dừng lại, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. 250 do tuần biểu thị cho 250 giới điều. Người tu hành phải chiếu theo giới luật mà tu hành mới thành tựu đạo nghiệp. Đi đứng nằm ngồi 4 oai nghi, mỗi oai nghi có 250 giới điều, hợp lại là 1.000. Lại thêm quá khứ 1.000, hiện tại 1.000, tương lai 1.000, hợp lại thành 3.000. Do đó có câu 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh. Dùng các thứ báu vật nghiêm sức là biểu thị đủ thứ hạnh môn, trang nghiêm đạo nghiệp. 5.000 lan can, 1.000 dạng phòng khám, biểu thị một thứ công đức của dạng điều lành. Vô số tràng phan, biểu thị định huệ. Tràng biểu thị cho định, phan biểu thị cho huệ. Định tức là tỉnh, huệ tức là động. Định huệ đồng đều thì trí huệ hiện tiền. Đây là một thứ biểu pháp mà thôi. Chuỗi là dùng 7 báo tạo thành đồ trang sức treo ở trước ngực, biểu thị trang nghiêm. Giảng đến chuỗi, tôi bèn nhớ đến một câu chuyện. Lúc Phật còn tại thế, vua Thành Dương Xá là Tần Bà Sa La, là đệ tử của Phật, cũng là đại hộ pháp. Con trai của ông ta là vua A Xà Thế, nghe lời Đề Bà Đạt Đa xúi dục, nhốt vua cha vào ngục tù 7 lớp cửa, cấm không cho ai vào thăm, chỉ có mẹ của ông ta được vào. Tại sao xảy ra sự việc này? Vì Đề Bà Đạt Đa muốn làm Phật mới, tuyên truyền bên ngoài rằng Phật Thích Ca là Phật cũ. Đề Bà Đạt Đa muốn khởi cách mạng trong Phật giáo. Nếu chẳng có ai trợ giúp thì sẽ không thành công, cho nên liên hợp với vua A Xà Thế, xúi vua A Xà Thế giết vua cha đoạt ngôi, khẩu hiệu là vua mới, Phật mới, cùng trị thiên hạ. Ý niệm xấu này khiến cho vua A Xà Thế động tâm, muốn làm vua mới thì phải phế trừ vua già. Do đó bèn ra tay đoạt quyền lợi của vua cha, tự lên làm vua mới. Hai con làng bái làm bậy, đi khắp nơi tìm Phật nhiễu hại. Mẹ của vua A Xà Thế là bà Vi Đề Hy. Mỗi lần gặp vua già thì lợi dụng sâu chuỗi trống không ở giữa, đổ đầy nước nho để cho vua già uống giữ gìn tánh mạng. Hai người ở trong ngục than thở nói: vì sao lại sinh ra đứa con ngỗ nghịch này? Chắc là nghiệp báo kiếp trước, Đức Phật có thần thông, hãy đến cứu chúng con. Bèn hướng về núi Linh Sơn cầu: Đức Thế Tôn, xin Ngài phát lòng đại từ bi, cứu chúng con khỏi biển khổ. Lúc đó, Tôn giả Mục Kiền Liên và Tôn giả A Nan từ hư không đến. Thân của Đức Phật phóng ra quang minh màu vàng tía, ngồi trên trăm hoa sen báu, vì họ nói kinh thập lục quán. Linh báu dùng để làm cho chim sợ, cho nên nơi gốc chùa tháp đều treo các linh báu. Gió thổi vang ra tiếng linh, có thể làm cho chim bay khỏi chỗ này. Nếu có người phát tâm cúng dường linh báu treo ở gốc tháp, thì âm thanh đời sau chắc chắn to hay, là có sự cảm ứng thù diệu này. Kinh văn: các phan lộng đều làm bằng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, mai khôi, bảy báo. Cao đến cung trời tứ thiên dương, trời đao lợi mưa xuống hoa trời Mạn Đà La để cúng dường bảo tháp. Giảng giải: hết thảy tất cả phan báo và lộng báo đều dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, mai khôi, bảy báo hợp thành.
cao đến cung trời Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương là tầng trời thứ nhất trong sáu cõi trời dục giới, nằm ở giữa núi Tu Di. Bốn hướng, mỗi hướng đều có một thiên dương trấn thủ. Phương Đông là Trì Quốc Thiên Dương, phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Dương, phương Tây là Quảng Mục Thiên Dương, phương Bắc là Đa Văn Thiên Dương. Mỗi vị thiên dương có 8 vị đại tướng trấn thủ bốn phía trời Đao Lợi, chống giữ binh Atula xâm lược. Bồ Tát Vi Đà là một trong 32 vị đại tướng. Trời Đao Lợi, tức trời Tam Thập Tam. Mưa hoa mạng Đà La màu trắng cúng dường tháp báu. Trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di, vì bốn phương, mỗi phương có 8 trời, thêm một trời ở giữa, cộng thành trời 33, trời Tam Thập Tam. Đây là địa cư thiên. Tại mỗi trời có một vị thiên chủ quản lý. Chúa trời ở giữa là trời Đế Thích. Ở trong đạo giáo gọi ông ta là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngoại đạo gọi ông ta là Thiên Chúa. Trong Phật giáo gọi ông ta là Thích Đề Hoàng Nhân. Hôm nay, ngày 25 tháng 9, 1970, nói về lai lịch của Thiên Chúa, trời Tam Thập Tam cho mọi người nghe, khiến cho mọi người minh bạch chân tướng của Thiên Chúa. Ngoại đạo cho rằng Thiên Chúa là chủ tể tối cao vô thượng. Thực tế, Chúa trên trời là hộ pháp của Phật giáo. Ở trong Phật đường, Thiên Chúa chẳng có tư cách ngồi, chỉ có thể đứng, thậm chí phải đứng ở ngoài cửa. Vì sao? Vì ông ta là hộ pháp. Trong vô lượng kiếp về trước, có 33 người nữ cùng nhau phát tâm tu sửa lại ngôi chùa và tượng Phật. Trong đó có một vị lãnh tụ, lãnh đạo 32 người nữ kia làm việc thiện. Vị lãnh tụ này vốn là người nữ rất nghèo, song có tâm từ thiện. Một ngày nọ, đi ngang qua ngôi chùa cổ, thấy tượng Phật bị gió thổi mưa rơi, vàng dáng tượng Phật đã tróc ra. Lại thấy nóc điện Phật đã lâu năm chẳng tu sửa lại, ngói bể rơi rớt, cô ta mới phát tâm trùng tu. Song cô ta rất nghèo, do đó có câu, tâm thì dư mà sức không đủ. Bèn đi các nơi hóa duyên, trời cao không phụ lòng người, tâm kiên thành của cô ta cảm động 32 người nữ, phát tâm tùy hỷ công đức, thành tựu tâm nguyện của cô ta. Mọi người cùng nhau làm, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Do đó có câu, người có chí việc tất thành. Chẳng lâu, điện Phật hư dột, vàng dáng tượng Phật tróc ra, đều làm mới lại hết. Công đức viên mãn rồi, đời người vô thường. 33 người nữ lần lượt qua đời, được sinh lên trời Đao Lợi, làm Thiên Chúa Trời Tam Thập Tam, vì công đức sửa chùa mà được quả báo đó. Tôi nhớ lại, khi làm chùa Tam Duyên tại Hợp Nhĩ Tân, thì tôi đến hóa duyên ở nhà thí chủ nọ. Khi vào cửa tôi bèn nói, hôm nay tôi đến nhà các vị nên sinh tâm hoan hỷ, tôi là người mang phước đức đến, các vị nên tạo cơ hội trồng phước đức. Hiện nay, chùa Tam Duyên đang xây đại hùng bảo điện. Nếu bố thí vàng bạc thì công đức không thể nghĩ bàn. Các vị đừng bỏ qua cơ hội gieo trồng phước đức. Tôi chẳng phải là người hay nói. Song tôi nói như thế thì những người đó đều phát tâm lạc quyên. Có người nói tôi đã dành tiền được 10 năm đều đem ra hết để làm chùa. Tụ cát thành tháp, tôi vận động được rất nhiều tiền. Đây là sự hóa duyên của tôi đã trải qua. Kinh văn. Ngoài ra, các trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, cả thảy ngàn vạn ức chúng, đều đem tất cả hoa, hương, anh lạc, phan lộng, âm nhạc, cúng dường bảo tháp, cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Giảng giải. Ngoài ra, tất cả trời rồng tám bộ chúng và người chẳng phải người chân chân, có rất nhiều hàng vạn ức chúng,
họ đều dùng tất cả hoa quý, hương quý, chuỗi, phan báu, lộng báu và các thứ âm nhạc để cúng dường bảo tháp, còn cung kính tôn trọng, khen ngợi bảo tháp. Bây giờ giải thích về tám bộ chúng. Trời và rồng thuộc về tâm thiện. Ngoài ra sáu bộ chúng kia thuộc về tâm ác. Song vì được Phật cảm hóa nên đều biến thành thiện thần hộ pháp. Phàm là nơi nào có giảng kinh thuyết pháp, họ đều đến hộ trì đạo tràng. Một, trời, tức tứ thiên vương trời dục giới. Họ chẳng những trấn giữ thiên cung mà còn bảo vệ nhân gian. Bồ Tát Vi Đà là một vị đại tướng trong 32 đại tướng. Ngài được Phật ký thác hộ trì an toàn cho người tu đạo, khiến cho ma không thể nhiễu loạn thân tâm người tu đạo. 2. Rồng. Rồng có thần thông, biến hóa khó dò. Khi thuở xưa tu đạo thì do thừa cấp giới noãn nên đọa làm súc sinh, song có thần thông. Tóm lại, rồng tu pháp đại thừa, dũng mãnh tinh tấn, cho nên có thần thông, song chẳng giữ giới luật, do đó bị đọa làm thân rồng. 3. Dạ xoa, dịch là tiệp tật quỷ. Có 3 loại dạ xoa: A. Địa hành dạ xoa, B. Không hành dạ xoa, C. Phi hành dạ xoa. Có loài dạ xoa hút khí của người, uống máu người, hoặc ăn tinh người, tác quái khắp nơi, khiến cho người chẳng bình an. 4. Càn thác bà, dịch là hương thần. Dùng hương làm thức ăn, thân tỏa mùi thơm, là thần nhạc của Thượng Đế. Khi Thượng Đế muốn nghe âm nhạc, đốt hương trầm thủy chiên đàn lên, thì chúng ngửi hương mà đến thiện pháp đường của Thượng Đế để diễn tấu âm nhạc, khiến cho Thượng Đế hoan hỷ. 5. Atula, dịch là vô đoan chánh. Ngũ quan của nam Atula chẳng đoan chánh, song tướng mạo của nữ Atula rất đẹp. Thượng Đế cưới con gái của vua Atula làm vợ, lại dịch là vô tử. Atula ở trên trời có phước trời mà chẳng có quyền lực trời, vì chẳng có rượu để uống, thường phát sinh chiến tranh, muốn chiếm đoạt địa vị Thiên Chúa. 6. Ca Lâu La, dịch là kim sĩ điểu. Cánh của nó triển khai ra dài 360 do tuần, có thể quạt nước biển rẽ làm hai, bắt rồng nuốt vào bụng. Một ngày ăn rất nhiều rồng. Vua rồng thấy loài rồng gần như tuyệt giống, tâm nghĩ chỉ có Phật mới có biện pháp cứu rồng con, rồng cháu. Do đó, bèn đến chỗ Đức Phật nhờ Phật trợ giúp. Phật ban cho một tấm y cà sa, bảo cứ lấy một sợi chỉ của tấm y này cột lên mỗi con rồng, thì tính mạng của rồng sẽ được an toàn, không còn bị kim sĩ điểu uy hiếp nữa. Kim sĩ điểu ăn rồng chẳng được nữa, đói quá cũng đến chỗ Đức Phật nói: Đức Thế Tôn, chúng tôi lấy rồng làm thức ăn, chẳng có rồng để ăn, chắc phải chết đói, bây giờ ngài tính sao đây? Phật nói: Các ngươi sẽ không chết đói, ta sai đệ tử của ta, khi ăn cơm thì bố thí cho các ngươi một phần cơm. Từ đó về sau, chư tăng trước khi dùng cơm đều lấy 7 hạt cơm cúng cho đại bàng kim sĩ điểu. 7. Khẩn Na La, dịch là nghi thần. Vì tựa như người, song có một cái sừng, khiến cho người thấy sinh nghi. Khéo về âm nhạc, cũng là thần nhạc của Ngọc Đế, truyền tấu trang nghiêm pháp nhạc. Khi Ngọc Đế cử hành yến tiệc hoặc pháp hội, thì dưới nách của chúng ra mồ hôi, bay thẳng lên trời biểu diễn ca khúc trang nghiêm và nhảy múa, khiến cho người thưởng thức sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 8. Ma Hầu La Già, dịch là Đại Phục Hành, tức là Đại Mãng Xà. Chúng có tâm sân hận, thường phun khí độc hại người. Nếu có tâm sân hận, sau khi chết sẽ đọa làm Mãng Xà. Vợ của vua Lương Võ Đế lúc sinh tiền đố kỵ với các mỹ nữ, vào lúc 32 tuổi thì chết, đọa làm Đại Mãng Xà. Vua Lương Võ Đế mới thỉnh thiền sư Bảo Chí
soạn một bộ Lương Hoàng Bảo Sám để siêu độ bà vợ khỏi thân mãn xà được thăng lên trời. Kinh văn: bấy giờ trong bảo tháp vang ra âm thanh lớn khen rằng: lành thay, lành thay, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hay dùng pháp đại trí huệ bình đẳng để giáo hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà vì đại chúng nói như thế, như thế, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, như lời của Ngài nói đều là chân thật. Giảng giải: sau khi trời rồng tám bộ chúng cúng dường rồi, lúc đó bảo tháp ở trong hư không phát ra âm thanh lớn khen ngợi nói: tốt lắm, tốt lắm, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hay dùng pháp đại trí huệ bình đẳng để giáo hóa Bồ Tát, mười phương chư Phật đều đến hộ niệm Ngài, dùng kinh Diệu Pháp Liên Hoa vì đại chúng giảng nói, tức là như thế, như thế. Pháp của Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nói đều là diệu pháp chân thật không hư. Khi Phật nói bộ kinh này thì đa bảo Như Lai đến trước làm chứng, khiến cho đại chúng tin mà chẳng sinh tâm hoài nghi. Thích Ca dịch là Năng Nhân, Mâu Ni dịch là Tịch Mặc, Thế Tôn là bậc tôn kính của thế và xuất thế. Năng Nhân là từ bi độ chúng sinh, Tịch Mặc là thanh tịnh tu thành đức. Năng Nhân là động, Tịch Mặc là tỉnh. Trong động có tỉnh, trong tỉnh có động, động chẳng ngại tỉnh, tỉnh chẳng ngại động, gọi là pháp môn không hai. Phật Thích Ca Mâu Ni tuy nhiên ở trong tỉnh, song vẫn giáo hóa chúng sinh. Tuy nhiên phổ hóa chúng sinh, song vẫn ở trong định. Cảnh giới này diệu không thể tả. Bây giờ đưa ra ví dụ dễ hiểu để thuyết minh, tức là khi ngủ và khi tỉnh đều như nhau, khi tỉnh và khi ngủ cũng giống nhau, tức là đạo lý này các bạn hiểu rõ chứ? Nếu các bạn cảm thấy tỉnh tức là ngủ, vậy tức là không ngủ cũng không quan trọng, vì bạn ngủ không cảm thấy là tỉnh cho nên phải ngủ. Ví dụ về sự tỉnh tức là giác, ngủ tức là mê. Khi ngủ tuyệt đối sẽ không biết sự việc làm lúc tỉnh, cũng chẳng biết sự việc làm hôm qua, hôm nay và ngày mai. Có người nói, cảnh giới mà tôi thấy ở trong mộng ngày thứ hai quả nhiên sự thật. Đây là linh cảm, chứ chẳng phải thật biết. Cũng có thể là Phật Bồ Tát giúp bạn, báo cho bạn biết trước sự việc. Việc hôm qua làm, việc ngày mai làm, ở trong mộng đều không biết, huống chi biết được sự việc đời trước và đời sau. Mọi người đừng vì không thấy mà phủ nhận nhân quả tồn tại ba đời. Kinh văn: bấy giờ bốn chúng đều thấy bảo tháp lớn trụ ở trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra âm thanh, thảy đều được pháp hỷ lạ chưa từng có. Từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, rồi đứng về một bên. Giảng giải: lúc đó, bốn chúng đệ tử đều nhìn thấy bảo tháp lớn trụ ở trong hư không. Giảng đến đây, có người sinh tâm hoài nghi. Bảo tháp chẳng có đụng đất, làm sao có thể trụ ở trong hư không được? Vấn đề này rất dễ giải đáp, bây giờ có chứng minh rất tốt. Mọi người đều biết có trạm thái không, trụ ở trong không gian để nối liền vệ tinh và nghỉ ngơi, sau đó lại bay đến thế giới thứ hai. Các bạn thử nghĩ, sức người còn có thể làm được cảnh giới vi diệu như thế, huống gì Phật Pháp vi diệu hơn không thể nghĩ bàn. Bảo tháp này dừng ở trong hư không, giống như trạm thái không, chẳng có gì kỳ lạ. Khoa học càng phát đạt, thì chứng minh chân lý Phật Pháp càng chánh quyết. Do đó có câu, sự thật thắng hùng biện. Bảo tháp trụ ở trong hư không, đây là biểu pháp, biểu thị vô sở trụ. Tuy bảo tháp trụ ở trong hư không, song làm sao trụ? Đây là khiến cho người đừng chấp trước.
Nếu có sự chấp ngã, cái ta và chấp pháp thì trở thành đá buộc chân mà tu đạo. Bốn chúng đệ tử lại nghe âm thanh phát ra từ trong bảo tháp lớn, đều đắc được pháp hỷ sung mãn, quên hẳn phiền não, cảm thấy rất kỳ lạ, chưa từng thấy qua cảnh giới bảo tháp trụ ở trong hư không. Do đó, bốn chúng đệ tử đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay lại, lui về một bên để chờ giải thích vấn đề này. Bốn chúng đệ tử là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. A. Tỳ kheo, dịch là khất sĩ, bố ma, phá ác, ba ý nghĩa. Một, khất sĩ, tức là trên thì xin pháp của chư Phật để nuôi dưỡng pháp thân, dưới thì xin cơm của đàn na tín thí để nuôi dưỡng huệ mạng. Người xin của thế gian chỉ xin cơm áo, chẳng xin pháp, chẳng phải là khất sĩ. Khất thực có gì tốt? Khất thực là cho chúng sinh có cơ hội trồng phước. Chúng sinh cúng dường tam bảo mới đắc được phước đức. Nếu chẳng cúng dường tam bảo thì phước đức sẽ cạn mỏng đi. Một số người chẳng hiểu trồng phước đức, cho nên tỳ kheo đi khất thực khiến cho họ trồng phước đức, sinh tâm bố thí cúng dường. Đây là đối với thí chủ mà nói. Đối với bổn thân tỳ kheo mà nói thì có thể diệt trừ tâm tham của mình. Mỗi ngày xin được gì thì ăn cái đó, tuyệt đối chẳng có tâm phân biệt. Khất thực phải thứ lớp mà khất, không thể bỏ nghèo tìm giàu, càng không thể bỏ hèn tìm sang, đều xem như nhau, bình đẳng để cho chúng sinh đến gieo phước điền. Phật giáo chủ trương bình đẳng, ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Đây là tinh thần bình đẳng. 2. Bố ma. Có người xuất gia tu đạo thì thiên ma chẳng vui. Tại sao? Vì chúng bớt đi một quyến thuộc. Khi vị tỳ kheo thọ giới cụ túc thì có tam sư thất chứng. Tam sư tức là đắc giới hòa thượng, yết ma hòa thượng, giáo thọ hòa thượng. Thất chứng là 7 vị luật sư đến làm chứng minh, 10 vị đại biểu cho 10 phương chư Phật truyền thọ giới pháp của Phật. Lúc đó, yết ma hòa thượng hỏi giới tử: "Ông đã phát Bồ đề tâm chưa?" Giới tử đáp: "Đã phát Bồ đề tâm." Lại hỏi: "Có phải là đại trượng phu không?" Đáp: "Là đại trượng phu." Sau khi vấn đáp thì địa hành giả xoa truyền báo cho không hành giả xoa. Không hành giả xoa đem tin này về báo cáo cho Ma Dương nói: "Hiện tại ở nhân gian lại có một chúng sinh xuất gia làm tỳ kheo." Nói lời này xong thì cung điện của Ma Dương chấn động, Ma Dương sinh tâm sợ hãi. 3. Phá ác, tức là phá trừ tất cả phiền não. Phá được phiền não thì Bồ đề mới hiện. Vì tỳ kheo có 3 nghĩa cho nên không dịch. Thời xưa dịch kinh có 5 quy định không phiên dịch. 1. Bí mật không dịch như chú ngữ. 2. Tôn trọng không dịch như Bát Nhã Bồ Đề. 3. Thuận cổ không dịch như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 4. Đa hàm không dịch như tỳ kheo. 5. Thử phương vô bất dịch như quả án ma la. B. Tỳ kheo ni, tức là người nữ xuất gia tu đạo, người đã thọ giới cụ túc làm tỳ kheo ni, chưa thọ giới cụ túc là sa di ni. Tỳ kheo ni thọ 348 giới điều, sa di ni thọ 10 giới điều. Dì của Đức Phật là Ba Xà Bà Đề Phu Nhân, là vị tỳ kheo ni đầu tiên. Vợ của Đức Phật là Gia Du Đà La Phu Nhân, cũng theo Ba Xà Bà Đề Phu Nhân cùng xuất gia làm tỳ kheo ni. C. Cư sĩ nam, tức là người nam gần gũi tam bảo. Phàm là người tại gia tu đạo, thọ tam quy ngũ giới, gọi là cư sĩ. D. Cư sĩ nữ, tức là người nữ gần gũi tam bảo, hộ trì tam bảo, cúng dường tam bảo. Đây là trách nhiệm của cư sĩ tại gia.
Bốn thứ cần dùng của người xuất gia là thức ăn uống, y phục, giường mền chiếu gối, thuốc thang đều do cư sĩ cúng dường. Đây là cơ sở gieo trồng phước đức. Kinh văn: bấy giờ có đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết, biết được chỗ nghi ngờ ở trong tâm của tất cả thế gian, trời, người, Atula, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có bảo tháp này từ dưới đất giọt lên và ở trong đó lại phát ra âm thanh? Giảng giải: lúc đó có vị Đại Bồ Tát hiệu là Đại Nhạo Thuyết. Ngài có trí huệ tha tâm thông, biết được chỗ nghi vấn ở trong tâm của chư thiên, loài người và Atula, vân vân. Mới đại biểu bốn chúng đệ tử thỉnh pháp với Đức Phật, bèn nói rằng: Đức Thế Tôn, đây là nhân duyên gì mà có bảo tháp từ dưới đất giọt lên, hiện ở trong hư không? Lại từ ở trong bảo tháp phát ra âm thanh lớn, đây là đạo lý gì? Nguyện cầu Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà khai thị nhân duyên này. Bồ Tát là gì? Nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoả dịch là hữu tình, tức là giác hữu tình, giác ngộ tất cả hữu tình. Lại có thể nói là hữu tình giác. Trong hữu tình có kẻ giác ngộ. Tóm lại, Ngài là bậc khai ngộ ở trong chúng sinh. Chẳng những là bậc giác ngộ mà còn hay thực hành Bồ Tát Đạo. Chỉ cần có ích lợi đối với chúng sinh thì Ngài đều đi làm, chẳng màng là mình như thế nào, chỉ một lòng một dạ độ thoát chúng sinh. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: chẳng vì mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. Đây là tinh thần thật là vĩ đại. Đức Phật Thích Ca ở trong quá khứ hành Bồ Tát Đạo, từng xả bỏ thân mạng 1.000 lần. Đại thiên thế giới chẳng có chỗ nào mà chẳng phải là nơi xả bỏ thân mạng của Phật trong quá khứ. Hành Bồ Tát Đạo chẳng phải là việc dễ dàng, xem ra rất là đơn giản, song thực hành rất là khó. Giống như Ngài Xá Lợi Phất, nghe Phật khen ngợi Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, bèn phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Một ngày nọ, Tôn giả Xá Lợi Phất ra bên ngoài, trên đường đi trong tâm nghĩ: bất cứ gặp việc khó thực hành đến đâu, nhất định phải làm cho thành công, không thể giữa đường phế bỏ. Mình phải học tinh thần xả thân của Phật. Vọng tưởng đó vừa sinh ra thì có cảnh giới đến khảo nghiệm. Tôn giả đang đi bên lề đường, gặp một người nam khóc lóc, thấy rất thương tâm, nghĩ rằng người này chắc chắn có vấn đề khó khăn không giải quyết được, mình hành Bồ Tát Đạo nên giúp đỡ mới đúng. Bèn hỏi: anh bạn, tại sao anh khóc? Anh ta đáp: chuyện của tôi khó khăn lắm, chẳng có ai có thể giúp đỡ giải quyết được đâu. Tôn giả lại nói: tôi có thể giúp đỡ anh, xin anh hãy nói vấn đề của anh. Anh ta nói: tôi tin rằng Ngài giúp đỡ không được đâu, nói ra cũng vô ích. Tôn giả lại nói: bất cứ việc khó đến đâu, tôi cũng sẽ giúp đỡ anh hết mình, tuyệt đối chẳng nói đùa. Anh ta chuyển khóc thành cười, nói: thật chăng? Vì mẹ của tôi bệnh nặng, bác sĩ bảo cần con mắt của người sống, bằng không chẳng có cách gì chữa lành. Tôi đi các nơi mua con mắt của người sống, xong mua chẳng được, mà tôi xả bỏ chẳng được con mắt của mình. Do đó bệnh của mẹ tôi không lành được, cho nên tôi rất bi thương.
Tôn giả Xá Lợi Phất nghe nói, bèn nói với anh ta: "Việc này quá giản đơn, chẳng có gì khó. Tôi tặng con mắt của tôi để anh đem về trị bệnh cho mẹ anh." Do đó, bèn dùng sức móc con mắt phải ra đưa cho anh ta. Anh ta cầm lấy xem, chẳng cách sáo gì nói: "Tôi cần con mắt trái, đây là con mắt phải, chẳng dùng được." Nói xong, lại ngửi con mắt rồi nói: "Con mắt này hôi quá, mùi rất khó chịu." Bèn dứt con mắt xuống đất, lấy chân chà đạp lên. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất tâm ý thất vọng nghĩ: "Bồ Tát Đạo thật khó thực hành. Thôi, ta chẳng hành Bồ Tát Đạo nữa, vẫn tu pháp tiểu thừa, làm tự liễu hán thôi." Tôn giả Xá Lợi Phất khởi vọng tưởng này xong, thì người hóa duyên kia lập tức đằng thân lên hư không, hiện ra thân người trời, vốn đến để khảo nghiệm Tôn giả Xá Lợi Phất thực hành Bồ Tát Đạo là giả hay là thật. Tôn giả Xá Lợi Phất chẳng chịu đựng được sự khảo nghiệm, sinh tâm thối chuyển. Con mắt bên phải của Ngài Xá Lợi Phất lại sinh ra, khôi phục lại như cũ, khiến cho Tôn giả lấy làm kỳ diệu. Rõ ràng là con mắt đã móc ra, sao lại ở trong con mắt của mình? Do đó, có thể biết người hành Bồ Tát Đạo tuyệt đối không thể thối chuyển. Tôn giả Xá Lợi Phất là người trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn, song hành Bồ Tát Đạo chẳng xong. Do đó, có thể thấy Bồ Tát Đạo rất khó thực hành. Kinh văn: "Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Nhạo thuyết: Trong bảo tháp này có toàn thân của Như Lai. Thuở quá khứ về phương Đông, qua vô lượng ngàn vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, có cõi nước tên là Bảo Tịnh. Trong cõi nước đó có Đức Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó khi hành Bồ Tát Đạo có phát thệ nguyện lớn rằng: Nếu ta thành Phật, sau khi diệt độ, trong cõi nước mười phương, nơi nào có nói kinh Pháp Hoa thì tháp miếu của ta vì nghe kinh này mà giọt lên hiện ra ở trước, để làm chứng minh, khen ngợi nói: Lành thay." Giảng giải: "Lúc đó, Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Đại Nhạo thuyết: Đại Nhạo thuyết, trong bảo tháp này có toàn thân Xá Lợi của Như Lai. Vị Như Lai này ở trong đời quá khứ, cách đây về phương Đông trải qua vô lượng ngàn vạn ức A Tăng Kỳ thế giới. Có thế giới dùng bảy báo tạo thành, thanh tịnh chẳng dơ bẩn, cho nên gọi là thế giới Bảo Tịnh. Trong thế giới đó có một vị Phật hiệu là Đa Bảo Như Lai. Khi vị Phật đó tại nhân địa hành Bồ Tát Đạo thì đã từng phát thệ nguyện lớn: Nếu tôi thành Phật sau khi diệt độ, ở trong cõi nước chư Phật mười phương, chỉ cần nơi nào có Phật diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì nghe bộ kinh này mà tháp miếu của ta từ dưới đất giọt lên, hiện ở trước đạo tràng của chư Phật mười phương, làm chứng minh vị Phật đó nói kinh Pháp Hoa, lại khen ngợi nói: Lành thay." Kinh văn: "Đức Phật đó thành đạo rồi, khi diệt độ, ở trong đại chúng trời người bảo các tỳ kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, ai muốn cúng dường toàn thân của ta thì nên xây một ngôi tháp lớn. Phật sẽ dùng thần thông nguyện lực khắp nơi trong mười phương thế giới. Nếu chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa thì bảo tháp đó đều giọt lên ở trước, toàn thân ở trong bảo tháp khen ngợi nói: Lành thay, lành thay." Giảng giải: "Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Đại Nhạo thuyết: Đức Đa Bảo Như Lai đó sau khi thành Phật, khi muốn vào Niết Bàn thì ở trong chúng trời người nói với tất cả hàng tỳ kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, nếu có đệ tử cúng dường toàn thân của ta thì nên xây dựng một ngôi tháp lớn. Đức Đa Bảo Như Lai dùng thần thông và nguyện lực không thể nghĩ bàn của Ngài khắp trong mười phương thế giới. Nếu nơi nào có Phật ra đời nói kinh Pháp Hoa thì bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai sẽ từ dưới đất giọt lên,
hiện ra ở trước vị Phật đó. Đức Đa Bảo Như Lai tuy đã diệt độ rất lâu, song toàn thân của Ngài vẫn còn ở trong bảo tháp, thọ trời người cúng dường, lại ở trong tháp phát ra âm thanh lớn, khen ngợi vị Phật đang nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa rằng tốt lắm, tốt lắm. Kinh văn Đại Nhạo Thuyết. Này tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, vì nghe nói kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất giọt lên, khen ngợi nói lành thay, lành thay. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca lại nói: Đại Nhạo Thuyết, hiện tại tháp của Đức Đa Bảo Như Lai vì nghe kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất giọt lên, phát ra âm thanh lớn để khen ngợi, hay thay, hay thay. Kinh văn. Bấy giờ Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết nhờ thần lực của Như Lai nên bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được thấy thân của Đức Phật đó. Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết đại biểu cho đại chúng thỉnh pháp với Đức Phật. Vì nhờ thần lực của Như Lai gia trì cho nên mới có trí huệ như thế để thưa hỏi. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết nghe trong bảo tháp khen ngợi Đức Phật Thích Ca, chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy người, bèn sinh tâm háo kỳ, nói với Phật: Đức Thế Tôn, chúng con đại chúng đều mong muốn được chiêm ngưỡng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Đa Bảo Như Lai, cứu kính trang nghiêm như thế nào? Kinh văn. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết: Đức Phật Đa Bảo đó có nguyện sâu nặng rằng, nếu bảo tháp của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra ở trước các Đức Phật, nếu có bốn chúng muốn thấy thân của ta, thì Đức Phật đó phân thân các Đức Phật thuyết pháp trong mười phương thế giới phải tụ hết lại một chỗ, sau đó thân của ta mới xuất hiện vậy. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca bảo Đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết: Vị Đa Bảo Như Lai đó, thuở xưa trước khi chưa thành Phật, có phát một lời nguyện sâu nặng rằng, nếu như bảo tháp của ta vì nghe kinh Pháp Hoa xuất hiện ở trước các Đức Phật, nếu bốn chúng muốn thấy thân của ta, thì vị Phật nói kinh Pháp Hoa đó phải tụ hết lại một chỗ, tất cả phân thân của Phật thuyết pháp trong mười phương. Đây là cảnh giới một gốc tán làm vạn thụ, vạn thụ lại trở về một gốc. Khi nào phân thân các vị Phật của vị Phật đó tụ hết lại một chỗ, thì sau đó toàn thân của ta mới hiện ra trước bốn chúng. Kinh văn. Đại Nhạo Thuyết, phân thân các Đức Phật của ta đang thuyết pháp trong mười phương thế giới, nay sẽ tụ lại hết. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca lại nói: Đại Nhạo Thuyết, phân thân các Đức Phật của ta đang thuyết pháp giáo hóa chúng sinh trong mười phương thế giới, hiện nay sẽ tụ tập lại để cùng chiêm ngưỡng thân của Đức Đa Bảo Như Lai. Như thế thì Đa Bảo Như Lai mới hiện toàn thân. Kinh văn. Đại Nhạo Thuyết bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn thấy phân thân các Đức Phật của Đức Thế Tôn để lễ lại cúng dường. Giảng giải. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Đức Thế Tôn, chúng con chẳng những muốn thấy toàn thân của Đức Đa Bảo Như Lai, mà còn muốn thấy phân thân các Đức Phật của Đức Thế Tôn, để thừa cơ hội này lễ lại các Đức Phật, cúng dường các Đức Phật. Có người nói, lạy Phật là mê tín, tượng Phật làm bằng gỗ, đất, đá, hoặc dùng vàng, bạc, đồng, thiết để tạo, lạy Ngài có ích gì? Đó chẳng phải là mê tín chăng? Đây chẳng phải là mê tín. Lạy Phật có công dụng trị liệu bằng tâm lý, hay tiêu trừ tâm cống cao ngã mạn, hay sinh tâm nhu hòa, sinh tâm cung kính, cải biến tính can cường thành tính hòa mục. Lạy Phật còn có công dụng trị bệnh sinh lý.
lại hay khiến cho bụng nhỏ lại, khiến cho người chẳng có chứng huyết áp cao. Trước kia, Phật chưa thành Phật, cũng lễ lại các vị Phật khác. Cho nên sau khi thành Phật, thì có người lạy Ngài lại, như Đức Phật trong quá khứ làm Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thấy người thì lễ lại, còn nói, tôi không dám khinh các vị đều sẽ thành Phật. Do đó, sau khi Đức Phật thành Phật, thì có rất nhiều người lễ lại Ngài. Trừ khi có người chẳng muốn thành Phật, đó thì chẳng cần nói đến. Nếu muốn làm Phật, thì nhất định phải lạy Phật. Do đó có câu, Phật tiền đảnh lễ, tội diệt hà sa. Nghĩa là, đảnh lễ ở trước Phật, diệt được vô lượng tội. Lạy Phật sẽ tiêu diệt được tội nghiệp vô lượng kiếp. Công đức lễ Phật tiêu diệt được trọng tội sinh tử. Lạy Phật là lạy tự tánh Phật, tương lai sẽ thành Phật, cũng thành tự tánh Phật. Cúng dường là gì? Phật giáo quan trọng nhất là cúng dường. Cúng dường tam bảo, dùng hương, hoa, quả, đèn để cúng dường Phật. Dùng sự khen ngợi, cung kính, thọ trì, tu hành để cúng dường Pháp. Dùng ẩm thực, y phục, giường nệm, thuốc men để cúng dường Tăng. Tại sao phải cúng dường tam bảo? Vì cầu cát tường, mọi sự thuận lợi. Tại sao bạn chẳng có y phục tốt mặc, chẳng có nhà tốt để ở, chẳng có vật ngon để ăn? Đều vì trong quá khứ bạn chẳng cúng dường tam bảo. Bạn thấy người thế gian giàu sang vì họ đã từng cúng dường tam bảo, cho nên đời này được phước báo lớn. Bài văn khuyên đời nhân quả ba đời có nói rất rõ là đời này giàu sang là nhân gì? Đời trước bỏ tiền làm tượng Phật vàng. Đời này nghèo khổ là nhân gì? Kiếp trước chẳng chịu giúp người nghèo. Đời này sống lâu là nhân gì? Đời trước giữ giới sát, thường phóng sinh. Đời này chết yểu là nhân gì? Đời trước giết hại chúng sinh linh. Đời này xinh đẹp là nhân gì? Kiếp trước mua hương hoa đèn cúng Phật. Đời này xấu xí là nhân gì? Kiếp trước làm nhơ uế thân Phật. Tam bảo là ruộng phước tốt của thế gian, tức cũng là ruộng trồng phước. Chẳng cúng dường tam bảo thì chẳng có cơ hội trồng phước điền, đời sau cũng chẳng đắc được phước báu. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật phóng luồng hào quang trắng chiếu phương đông, 500 vạn ức Na Do Tha hằng hà sa cõi nước chư Phật. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báo, y báo dùng để trang nghiêm. Có vô số ngàn vạn ức Bồ Tát đầy khắp trong cõi nước đó. Màn báo, lưới báo giăng che khắp ở phía trên. Giảng giải: Lúc đó, ở giữa chặn mày của Đức Phật Thích Ca phóng ra một luồng hào quang trắng. Tướng hào quang trắng biểu thị một thừa trung đạo. Lập tức chiếu thấy phương đông 500 vạn ức Na Do Tha hằng hà sa số cõi nước chư Phật. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, chẳng giống như thế giới ta bà dùng ngói đá làm đất. Đức Phật dùng sức thần thông 3 lần biến thế giới ta bà dùng pha lê làm đất. Pha lê biểu thị cho trí huệ quang minh. Ta bà dịch là kham nhẫn. Chúng sinh ở thế giới này hay kham thọ nhẫn nại mọi sự khổ, lấy khổ làm vui, chẳng biết thoát khỏi biển khổ. Lại có cây báo và y báo để làm trang sức. Cây báo hay khiến cho chúng sinh đắc được mát mẻ, lìa khỏi nóng bức. Y báo hay khiến cho chúng sinh tính tình ôn nhu, chẳng có lửa vô minh. Lại có vô số ngàn vạn ức Bồ Tát đầy dẫy trong cõi nước đó. Màn báu và lưới báu giăng che khắp ở trên, dùng để trang nghiêm. Kinh văn: Các đức Phật cõi nước đó dùng âm thanh lớn vi diệu để nói các pháp, và thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ Tát đầy khắp các cõi nước vì chúng sinh mà nói pháp. Phương Nam, Tây Bắc,
tứ duy thượng hạ, chỗ nào tướng hào quang trắng chiếu đến cũng lại như thế. Giảng giải: chư Phật các cõi nước phương Đông dùng âm thanh lớn vi diệu để nói pháp thật tướng, và còn thấy vô lượng nghìn vạn ức Bồ Tát đầy khắp tất cả các cõi nước vì chúng sinh mà thuyết pháp. Chẳng những phương Đông như thế mà chính phương kia cũng giống như thế. Phàm là nơi nào luồng hào quang trắng của Đức Phật Thích Ca chiếu đến đều như thế. Cảnh giới không thể nghĩ bàn đó chẳng phải là một số phàm phu tưởng tượng đến được. Đức Phật phóng luồng hào quang trắng, tại sao trước hết chiếu phương Đông? Vì phương Đông là phương bắt đầu tất cả. Phương Đông là giáp Ất Mộc, là bắt đầu của thiên can. Phương Đông thuộc về mùa xuân, là bắt đầu của bốn mùa. Mặt trời mọc phương Đông là bắt đầu của một ngày, cho nên luồng hào quang trắng trước hết chiếu phương Đông, sau đó mới chiếu chính phương kia. Kinh Văn: bấy giờ, mười phương chư Phật đều nói với chúng Bồ Tát rằng: thiện nam tử, hôm nay ta đến thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cúng dường bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai. Giảng giải: lúc đó, mười phương chư Phật, tức phân thân hóa Phật của Phật Thích Ca, đều đối với Bồ Tát nước của mình rằng: thiện nam tử, bây giờ ta đến thế giới Ta Bà, đến đạo tràng của Phật Thích Ca và cúng dường bảo tháp xá lợi của Đức Đa Bảo Như Lai. Kinh Văn: bấy giờ, thế giới Ta Bà lập tức biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, dây bằng vàng giăng bày tám ngã đường, chẳng có các tụ lạc thôn xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi rừng, ao đầm. Đốt hương báu lớn, dùng hoa mạn đà la trải khắp trên mặt đất, lại dùng lưới báu và màn lụa giăng che. Phía trên treo các linh báu, chỉ giăng ra ở trong chúng hội, dời các trời người để ở cõi khác. Giảng giải: lúc đó, Đức Phật Thích Ca dùng sức đại thần thông khiến cho đời ác năm trược, gồm kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, biến thành thế giới thanh tịnh. Dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm, dùng vàng rồng làm dây giăng chia tám đường, đại biểu cho bát chánh đạo. Chẳng có biển cả, sông ngòi, núi rừng, ao đầm, đất bằng phẳng như lòng bàn tay, thanh tịnh như tấm gương. Lại đốt hương báu lớn, tức hương công đức, dùng hoa mạn đà la trải khắp trên mặt đất làm thảm, đại biểu cho sự cung kính. Lại dùng lưới báu và màn lụa báu giăng che ở phía trên. Lại treo các thứ linh báu, đại biểu cho âm nhạc. Gió thổi linh báu thì vang ra âm nhạc hoan nghênh, chỉ vang ra ở trong đại chúng hội Pháp Hoa. Chư thiên và loài người đều trời đi đến nước khác. Đây là lần đầu biến cảnh giới đất đai. Tại sao phải như thế? Vì hoan nghênh phân thân các hóa Phật của Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo, cho nên phải trang nghiêm. Bây giờ xin đưa ra một ví dụ dễ hiểu. Giống như có người thỉnh mời khách quý thì chắc chắn đồ không sạch sẽ ở trong nhà phải dọn đi, quét dọn sạch sẽ, sau đó rưới nước hoa, khiến cho phòng ốc phảng phất hương thơm, làm cho khách quý thoải mái vui vẻ. Kinh Văn: bấy giờ, các đức Phật, mỗi vị đều đem theo một vị đại Bồ Tát, dùng làm thị giả, đến thế giới Ta Bà, đều đến dưới cây báo. Mỗi cây báo cao 500 do tuần, cành lá hoa quả thứ lớp trang nghiêm. Dưới các cây báo đều có tòa sư tử cao 5 do tuần, cũng dùng các thứ báo để nghiêm sức. Giảng giải: lúc đó, các phân thân hóa Phật của Đức Phật Thích Ca, mỗi vị Phật đều mang theo một vị đại Bồ Tát để làm thị giả, cùng nhau đến thế giới Ta Bà. Ai nấy đều đến dưới cội Bồ Đề.
mỗi cây bồ đề cao khoảng 500 do tuần. Cành lá và hoa quả của cây bồ đề rất sum xê, thứ lớp trang nghiêm, trông nhìn rất đẹp. Dưới mỗi cây bồ đề đều có tòa sư tử, cao khoảng 5 do tuần, dùng 7 báu để nghiêm sức. Đó là biểu thị sự thành tâm hoan nghênh khách quý. Có người hỏi, tại sao gọi là tòa sư tử? Vì đó là tòa thuyết pháp của chư Phật. Vì chư Phật thuyết pháp có uy đức giống như sư tử hống, khiến cho thiên ma ngoại đạo kinh hãi, chẳng dám nổi gió, nổi sóng, có tác dụng điều phục. Sư tử là vua của các loài thú. Khi nó hống, thì các loài thú nghe đều sợ hãi. Ngài Vĩnh Gia từng nói, sư tử hống vô úy thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất cước uy, thiên long tịch thính sinh hân duyệt. Nghĩa là, thuyết pháp không sợ hãi như sư tử hống. Trăm thú nghe tiếng đều kinh sợ, voi lớn bỏ chạy mất oai nghi, trời rồng nghe được sinh vui mừng. Vì quan hệ như vậy cho nên gọi là tòa sư tử. Kinh văn. Bấy giờ các đức Phật đều ngồi kiết già trên tòa sư tử đó, triển chuyển như thế đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, mà phân thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một phương vẫn còn chưa hết. Giảng giải. Lúc đó 10 phương chư Phật đều ngồi kiết già trên tòa sư tử. Từng vị Phật, ngồi từng hàng, đã đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới. Song phân thân hóa Phật ở phương Đông vẫn chưa ngồi lên tòa hết, huống chi các đức Phật ở chính phương kia. Có người hỏi, ngồi kiết già là gì? Bạn hãy xem tư thế ngồi của Phật. Trước hết, đem chân trái để lên đùi chân phải, rồi đem chân phải để lên đùi chân trái. Đó gọi là ngồi kiết già. Còn có ngồi bán già, tức là tùy ý đem chân phải để lên đùi chân trái. Ngồi kiết già gọi là kim cang tọa. Đây là tư thế ngồi hàng ma. Người ngồi thiền nên ngồi kiết già, dễ nhập định. Ngồi như thế hay hàng phục được tâm, khiến cho chẳng tán loạn, tinh thần tập trung, chẳng sinh vọng tưởng. Tại sao chúng ta không khai ngộ? Vì vọng tưởng lăng xăng, tâm duyên ý mã, chẳng buộc được, theo đuổi bên ngoài. Khi Đức Phật chứng đạo dưới cội Bồ Đề, thì Ngài nói câu đầu tiên rằng, lành thay, lành thay, lành thay, chúng sinh trong đại địa, ai cũng đều có đủ đức tướng của Như Lai. Song vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc. Tham thiền tức là khắc kỳ cầu chứng. Tham thoại đầu là khống chế vọng tưởng. Do đó đủ biết vọng tưởng là đá cột chân của sự tu đạo. Phật giáo Trung Quốc có câu rằng, kim sơn thối tử, cao mân hương. Người ngồi thiền ở trấn giang kim sơn tự chẳng được đổi chân. Bất cứ chân đau như thế nào, vẫn cắn răng chịu đựng. Nếu nhúc nhích thì sẽ bị đánh hương bản. Lâu dần thì chân sẽ hết đau. Do đó có câu, kim sơn thiền hòa tử, thối tối thủ quy cụ. Nghĩa là, người ngồi thiền ở chùa Kim Sơn giữ quy cụ bậc nhất về chân. Người ngồi thiền ở chùa Cao Mân tại Dương Châu thì giữ quy cụ bậc nhất về thời gian. Dùng cây nhang làm quy định thời gian ngồi, khi nào chỉ tỉnh thì chỉ tỉnh, khi nào khai tỉnh thì khai tỉnh, một giây cũng không sai, cho nên gọi là cao mân hương. Phàm là người đã từng tham thiền, đã tọa ở hai chùa trên, thì đều đã trải qua lò đúc luyện ra kim cang. Hòa thượng Hư Vân tham thiền ở chùa Cao Mân mà khai ngộ. Công đức ngồi kiết già hay sinh giới lực, định lực và huệ lực, đầy đủ 3 lực. Hết thảy thần kim cang hộ pháp đều đến bảo hộ bạn. Tất cả thiên ma biết đều lìa xa bạn. Hết thảy ác ma hướng về bạn mà đảnh lễ.
Nay xin kể câu chuyện. Xưa kia có vị hòa thượng chuyên đi tụng kinh đám ma để duy trì sự sống, cho nên gọi là cản kinh sám, tức sống nhờ kinh sám. Một ngày nọ, sau khi độ đám xong thì vào lúc nửa đêm, vị hòa thượng trở về chùa. Đi đến bờ sông thì trời đổ mưa, ông ta núp dưới cầu. Trong khi đợi tạnh mưa thì ngồi kiết già. Lúc đó có hai con quỷ đến, thấy ông ta là tháp vàng, vì trong tháp có an trí Phật Xá Lợi mới đảnh lễ lại. Chẳng bao lâu, vị hòa thượng cảm thấy chân đau mới bỏ chân xuống ngồi bán già. Hai con quỷ ngước đầu nhìn thì thấy tháp vàng biến thành tháp bạc, song hai con quỷ vẫn lại. Chưa được bao lâu thì vị hòa thượng cảm thấy chân quá đau, chịu hết nổi, bèn đổi thành ngồi theo ý muốn, tức duỗi chân ra. Hai con quỷ nhìn lên thì thấy tháp bạc đã biến thành đống bùn. Hai con quỷ nổi giận muốn đá đống bùn. Vị hòa thượng thấy như vậy lập tức ngồi lại kiết già. Hai con quỷ nhìn lên lại thấy tháp vàng, bèn lại cho đến gà gáy rồi bỏ đi. Từ đó về sau, hòa thượng bỏ việc tụng kinh đám, chuyên tâm tu thiền. Chẳng bao lâu được khai ngộ, tự xưng là Quỷ Bức Thiền Sư. Khi tôi ở tại Đông Bắc bên Tàu, có vị ngoại đạo tên là Quang Trung Hỷ. Lúc đó, anh ta có hơn 3.000 đệ tử theo anh ta học đạo. Học đạo gì? Chỉ cần dùng tiền mua bảo bối của anh ta. Khi đến lúc gặp đại nạn, thì có thể chuyển hung hóa cát. Mọi người đều tin anh ta chẳng hoài nghi gì cả. Ngoại đạo có thứ pháp thuật gạt người như thế. Kỳ thật, anh ta chẳng có bảo bối gì hết, chỉ là trò chơi đùa. Song những kẻ ngu tin cho là thật, rất sùng bái anh ta. Anh ta nói với đệ tử, bây giờ thời cơ chưa đến, không thể đem bảo bối đưa cho các con. Đến khi nào thế giới đại loạn thì mới đưa bảo bối cho các con sử dụng. Có thể sẽ không chết qua khỏi tai nạn. Về sau, anh ta cảm thấy thời kỳ chết sắp đến, không thể gạt người được nữa. Bèn dẫn người cháu bỏ đi tìm thầy học đạo. Trải qua 3 năm cũng chẳng tìm được thiện tri thức, cũng chẳng học được chân đạo. Do đó, hằng ngày lo buồn rủ rượi, chẳng biết thế nào là tốt. Một ngày nọ, tôi đến nhà của anh ta, lúc đó tôi còn là sa di. Người cháu khi nhìn thấy tôi thì bèn nói với anh ta rằng, thúc thúc, vị hòa thượng này con đã gặp qua ở trong mộng. Vị này lột da heo ở trên thân của con xuống, làm cho con sợ mà tỉnh dậy. Nguyên lai là giấc mộng. Anh ta nói với người cháu, vị đó là người có đức hạnh. Hôm nay đạo đã vào cửa, chúng ta không thể bỏ qua. Do đó, chú cháu hai người thương lượng rồi lập tức quỳ xuống trước mặt tôi cầu đạo. Lúc đó tôi nói với họ, tôi chẳng có đạo để truyền cho các vị. Nếu các vị thật tâm cầu đạo, thì tôi giới thiệu vị thiện tri thức và tôi đưa các vị đi. Trải qua 2 năm, đi học hỏi mấy vị thiện tri thức đều chẳng lý tưởng. Do đó, hai người trở về lạy tôi làm thầy. Tôi thấy họ thành tâm mà cảm động, đáp ứng truyền thọ tư thế ngồi kiết già, song chẳng nhận làm đệ tử. Chú cháu hai người tinh tấn tập ngồi kiết già. Người cháu trẻ tuổi tập rất mau, song người chú lớn tuổi xương cứng phải một phen khổ công phu. 70 ngày sau, tôi lại đến nhà anh ta, thấy đầu gối của anh ta sưng to lên, đi đứng bất tiện, mới khuyên anh ta bỏ ngồi kiết già đi. Anh ta kiên quyết nói, con sắp chết đến nơi, nếu không luyện, đến khi chết, tay chân loạn xạ thì làm sao? Con nhất định quyết tâm, trừ khi chết đi thì thôi, chỉ cần không chết thì nhất định luyện ngồi kiết già. Thành tâm cầu đạo như thế, khiến cho người bội phục. 100 ngày sau, tôi lại đến nhà anh ta, thấy anh ta đi đứng như thường. Tôi lấy làm lạ hỏi, anh không luyện ngồi kiết già chăng? Anh ta đáp, mỗi ngày đều ngồi, chẳng những sáng sớm ngồi mà tối cũng ngồi, bất luận là ngồi bao lâu cũng chẳng cảm thấy đau chân.
Do đó, người có chí, việc sẽ thành. Vài ngày trước khi anh ta qua đời, bèn nói với mọi người, vào ngày đó, giờ đó tôi phải đi, tất cả mọi việc trong nhà chẳng quái ngại. Chỉ có một điều là không thể gặp được Pháp Sư An Từ, rất đáng tiếc. An Từ là pháp danh của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Đến ngày anh ta ra đi, anh ta tắm rửa sạch sẽ, ngồi kiết già, chẳng bệnh tật gì mà qua đời. Ngày anh ta chết, nhiều người trong thôn nằm mộng, thấy anh ta theo hai vị đồng tử mặc y màu xanh đi về hướng Tây. Về sau, cháu của anh ta theo tôi học đạo, là đệ tử đầu tiên của tôi. Kinh văn. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca vì muốn dung chứa hết thảy phân thân các hóa Phật, nên tám phương kia, mỗi phương đều biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước. Thảy đều thanh tịnh, chẳng có địa ngục ngạ quỷ súc sinh và Atula, lại dời các trời người để ở cõi khác. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca thấy chư Phật đã ngồi đầy trong 3000 đại thiên thế giới, mà phân thân hóa Phật ở phương Đông chẳng còn tòa để ngồi. Vì dung chứa phân thân hóa Phật ở 8 phương kia đều có tòa ngồi, nên mới vận dụng sức đại thần thông. 8 phương, mỗi phương biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước, đều khiến cho thanh tịnh trong các cõi nước đó. Chẳng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, và dời hàng trời người để ở cõi khác. Đây cũng giống như mời khách dự yến tiệc. Sau khi trong nhà ngoài nhà thu dọn sạch sẽ rồi, lại đem chó mèo, vân vân, gia súc để vào một phòng tránh sự phá hoại phiền toái. Ý nghĩa cũng gần giống nhau. Kinh văn. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, cây cao 500 do tuần, cành lá hoa quả, thứ lớp trang nghiêm. Dưới cây đều có tòa báu sư tử, cao 5 do tuần. Đủ các thứ báu dùng làm nghiêm sức. Giảng giải. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất và có cây bồ đề để trang nghiêm cõi nước. Cây cao khoảng 500 do tuần. Cành lá hoa quả đều thứ lớp trang nghiêm. Dưới cội bồ đề có tòa báu sư tử, cao 5 do tuần, đều dùng 7 báu để trang sức tòa báu, khiến cho đẹp đẽ. Kinh văn. Cũng không có biển cả sông ngòi và núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, các núi chúa, vân vân, thảy đều là một cõi nước Phật. Đất báu bằng phẳng, các báu xen nhau làm màn gian che khắp ở phía trên, lại treo các phan lọng đốt hương báu lớn, các hoa báu cõi trời rải khắp trên mặt đất. Giảng giải. Những cõi nước biến hóa ra cũng chẳng có biển cả, sông ngòi, núi đá lớn, núi Thiết Vi, núi Chu Vi bốn đại châu, núi Đại Thiết Vi, núi Chu Vi đại thiên thế giới, núi Tu Di, núi Diệu Cao, các núi chúa, vân vân. Những sự biến hóa trong cõi nước đều làm thành một cõi Phật. Đất báu bằng phẳng, các thứ báu xen nhau làm thành màn văn che phủ khắp ở phía trên, lại treo các phan báu và lọng báu đốt hương báu lớn, chư thiên rải các thứ hoa báu đầy khắp mặt đất, rất trang nghiêm đẹp đẽ. Đây là cảnh giới kế tiếp biến cõi nước. Kinh văn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì các đức Phật phân thân có chỗ ngồi, nên 8 phương kia, mỗi phương lại biến ra 200 vạn ước na do tha cõi nước. Thảy đều khiến cho thanh tịnh, chẳng có địa ngục ngạ quỷ súc sinh và Atula.
lại dời các trời người để ở cõi khác. Giảng giải, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì khiến cho phân thân hóa Phật trong 10 phương có chỗ ngồi, nên 8 phương kia, mỗi phương lại biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước, thảy đều khiến cho thanh tịnh, chẳng có các địa ngục ngạ quỷ súc sinh, càng chẳng có Atula. Atula thích đấu tranh, khiến cho thế giới chẳng bình an, giống như ngựa hại bầy, nhiễu loạn khắp nơi. Lại dời các người trên trời và người ở nhân gian đến cõi nước khác. Tại sao? Vì biến cõi đời ác năm trượt thành cõi nước thanh tịnh, do đó chuyển họ đến cõi nước khác. Kinh văn: Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, cây cao 500 do tuần, cành lá hoa quả thứ lớp trang nghiêm. Dưới cây đều có tòa báu sư tử, cao 5 do tuần, cũng dùng các thứ báu nghiêm sức tốt đẹp. Giảng giải: Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, lại có cây báu trang nghiêm, cây bồ đề cao 500 do tuần, cành lá hoa quả rất sum xê, đều thứ lớp trang nghiêm đẹp đẽ. Dưới mỗi cây báu đều có tòa báu sư tử, tòa cao cũng 5 do tuần, đều dùng các thứ báu nghiêm sức rất đẹp đẽ. Kinh văn: Cũng không có biển cả sông ngòi và núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, các núi chúa thảy, thông làm một cõi nước Phật. Đất báu bằng phẳng, các thứ báu xen nhau làm thành màn, giăng che phủ khắp ở phía trên. Lại treo các phan lộng, đốt hương báu lớn, các thứ hoa báu cõi trời rải đầy khắp mặt đất. Giảng giải: Những cõi nước biến hóa ra cũng chẳng có biển cả, sông ngòi, núi đá lớn, núi thiết vi lớn, núi tu di, các núi chúa thảy. Cõi nước biến hóa ra, thông làm thành một cõi nước Phật. Đất báu rất bằng phẳng, chẳng có chỗ lồi lõm. Các thứ báu xen nhau thành màn báu, giăng che khắp phía trên. Lại treo các phan báu và lọng báu, đốt hương báu lớn, xa gần đều ngửi được mùi thơm đó. Các thứ hoa quý cõi trời rải khắp trên mặt đất. Cảnh giới như thế diệu không thể tả. Đây là cảnh giới biến cõi nước lần thứ ba. Phẩm này nói về ba lần biến hóa cõi nước, rốt ráo là ý nghĩa gì? Đức Phật Thích Ca dùng thần thông biến cõi ô uế thành cõi thanh tịnh. Ban đầu biến thế giới Ta Bà, thứ nhì biến 8 phương kia, mỗi phương làm thành 200 vạn ức na do tha cõi nước. Lần thứ ba lại biến 8 phương, mỗi phương làm 200 vạn ức na do tha cõi nước, đều khiến cho thanh tịnh, thành cõi tịnh độ. Tại sao phải như thế? Vì đón tiếp Đức Đa Bảo Như Lai và các phân thân hóa Phật của Phật Thích Ca trong 10 phương, cho nên đại sự đều trang nghiêm, biểu thị sự nhiệt liệt hoan nghênh. Ba lần biến cõi nước lại có ý nghĩa gì? Lần đầu biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ kiến tư, thấy, nghĩ, hai hoặc. Kiến hoặc là gì? Tức là kiến giải mê hoặc, rất là lợi hại, hại người không ít. Vì nó mà không được giải thoát, đời đời kiếp kiếp lưu chuyển ở trong luân hồi sinh tử. Học Phật Pháp tức là học Pháp đoạn hoặc. Tóm lại tức là học trí huệ. Trí huệ hướng về đâu để cầu? Có câu rằng, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Nghiên cứu kinh điển là pháp môn tu của người học Phật Pháp. Tư hoặc là gì? Tức là tư tưởng mê hoặc. Nói tỉ mỉ thì kiến hoặc là đối cảnh khởi tham ái. Thấy tiền tài thì sinh tâm tham, thấy sắc thì khởi thương yêu. Nếu đoạn được kiến hoặc thì bất cứ gặp cảnh giới gì cũng chẳng động tâm. Tư hoặc là mê lý khởi phân biệt, đối với đạo lý chẳng minh bạch, khởi lên tâm phân biệt. Lần thứ hai biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ trần sa hoặc. Trần là vi trần, hạt bụi, sa là các sông hằng. Trong ruộng tám thức có nhiều trần sa hoặc,
nếu không đoạn hết, thì vẫn bị chuyển ở trong sự có và không. Trần sa hoặc tuy nhiên rất nhiều, song chính mình chẳng biết. Ví như trong phòng sạch sẽ, trước mắt nhìn thấy giống như chẳng có bụi bặm gì. Song ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, thì phát hiện có vô số hạt bụi bay đi bay lại ở trong hư không, lúc lên lúc xuống. Có ánh sáng mặt trời mới thấy được hạt bụi. Chẳng có ánh sáng mặt trời thì chẳng thấy hạt bụi. Ánh sáng mặt trời tức là trí huệ, hạt bụi tức là vọng tưởng. Có trí huệ thì mới phát hiện mình có vọng tưởng. A-la-hán đã đoạn sạch kiến tư hai hoặc, vẫn chưa đoạn sạch trần sa hoặc. Bồ-Tát đã đoạn trần sa hoặc, nhưng vẫn chưa đoạn sạch vô minh hoặc. Kiến tư hoặc là thô hoặc, trần sa hoặc là tế hoặc. Thô hoặc dễ đoạn, tế hoặc chẳng dễ gì đoạn sạch. Do đó có câu, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Lần thứ ba biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ vô minh hoặc. Do đó, phá vô minh thấy pháp tánh. Vô minh tức là chẳng minh bạch Phật Pháp, chẳng rõ sự lý, tức là vô minh. Có vô minh thì có sinh tử, đoạn vô minh thì dứt sinh tử. Chứng đến bậc đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá, biến dịch sinh tử. Nếu phá được một phần vô minh cuối cùng, thì chứng quả vị Phật. Kiến tư hoặc, tức là trần sa hoặc, trợ giúp nó chẳng minh bạch. Trần sa hoặc là vô minh trợ giúp nó sinh ra, còn vô minh ai giúp nó sinh ra? Tức là ngu si. Vô minh hoặc là vi tế hoặc, khó đoạn sạch nhất. Đại ý Đức Phật Thích Ca ba lần biến cõi nước là khiến cho chúng ta đoạn trừ ba hoặc. Có ba hoặc thì không thể chứng quả vị Phật. Đoạn sạch ba hoặc liền chứng quả vị Phật. Đạo lý này rất giản đơn, ai ai cũng đều rõ, song chẳng ai thực hành. Phật cũng chẳng biết làm gì hơn. Than thở nói, chúng sinh khó độ, chẳng biết hồi đầu. Ở trong Phật giáo thường nói, biển khổ mênh mông, quay đầu thì thấy bờ. Chỉ cần quay đầu lại thì đến bờ bên kia niết bàn, đắc được thường lạc ngã tịnh vui sướng thật sự. Song đáng tiếc cho chúng sinh, nhận giả làm thật, tham vui năm dục. Chẳng biết đó là năm sợi dây thừng, trói buộc chẳng có ngày ra khỏi. Ba lần biến cõi nước còn có ý nghĩa dùng tám lìa bỏ, tám giải thoát, tám thắng xứ, mười nhất thiết xứ, ba pháp, làm thiền định xa lìa tham ái ba cõi, còn gọi là tam muội, còn gọi là ba cửa ải tham thiền. Tám lìa bỏ là gì? Lìa là xa lìa, bỏ là vứt bỏ. Xa lìa cảnh giới sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Xả bỏ hưởng thụ năm dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Tám giải thoát là: một, bên trong có sắc tưởng, quán sát bên ngoài giải thoát. Bên trong có sắc tưởng về ái tình, bên ngoài thấy sắc đẹp thì mê hoặc. Nếu tâm chẳng có thứ tư tưởng này, thì bên ngoài bất cứ có sắc đẹp gì cũng không thể bị ảnh hưởng. Tâm chẳng bị cảnh giới lay chuyển. Gặp con trai đẹp hoặc con gái xinh, phải quán bất tịnh thì tự nhiên được giải thoát. 2. Bên trong không có sắc tưởng, quán sát bên ngoài giải thoát. Trong tâm chẳng có sắc tưởng, quán sát sắc tướng bên ngoài, thấy đều là vật không sạch, đều là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thường quán tưởng như thế, chẳng điên đảo, chẳng chấp trước, thì sẽ đắc được giải thoát. 3. Tịnh giải thoát thân, tác chứng cụ túc trụ. Ở trong định quán tưởng diệu sắc quang minh, được như như bất động, liễu liễu thường minh. Ở trong thân đầy đủ viên mãn mà trụ ở trong không. Đó là tịnh quán, ở trên là quán bất tịnh. 4. Không vô biên xứ giải thoát. Nhàm chán sắc thân mà tu quán không, đắc được không định, song không cũng phải giải thoát. Nếu không thì vẫn có chướng ngại về không, không thể giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. Lúc đó, cho đến không cũng nhàm lìa,
lưu lại thức A-lại-da, tiêu diệt hết 6 thức trước, chẳng khởi tác dụng. Chỉ có thức thứ 7 phan duyên vi tế. Song chẳng khởi đại tác dụng, cho nên thức cũng phải giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. Hàng phục được thức thứ 7 rồi, chỉ còn lại thức thứ 8. Chẳng khởi hiện hành, lúc đó không cũng chẳng có, thức cũng chẳng có, cái ta, ngã cũng chẳng có. Song trong tâm vẫn còn pháp tưởng vô sở hữu, cho nên cũng phải giải thoát. 7. Phi tưởng, phi tưởng xứ giải thoát. Dùng định lực khống chế thức thứ 8, giống như đã hết, cho nên là phi tưởng. Định lực xảo di, thức thứ 8 tựa như còn, cho nên là phi tưởng. Tưởng thô phải giải thoát, tưởng tế cũng phải giải thoát, đó mới là thật giải thoát. 8. Diệt thọ tưởng định, thân tác chứng, cụ túc trụ giải thoát. Tức là khiến cho tâm sở thọ và tâm sở tưởng, hai pháp đều diệt mà chẳng khởi. Đây đã diệt thọ tưởng định. Nếu có diệt thọ tưởng thì vẫn không giải thoát, vẫn còn chướng ngại. Nếu có sự chấp trước thì không thể giải thoát được. Tóm lại, tri kiến đều phải giải thoát, nếu không thì chẳng được giải thoát. 8 thắng xứ là gì? Thắng là thắng tri thắng kiến. Thắng tri, phàm là sự hiểu biết đều chánh quyết. Thắng kiến, phàm là sự thấy đều là đúng. Thắng tri thắng kiến này với tri kiến của thế gian chẳng giống nhau. Nếu minh bạch được đạo lý 8 giải thoát và 8 thắng xứ, thì chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc, không làm việc điên đảo. 8 thắng xứ này là quan sát tử thi người chết có các hiện tượng bất đồng, sau đó mới chứng nhập được cảnh giới thù thắng. 8 thắng xứ là: 1. Bên trong có các sắc tưởng, quán sát bên ngoài ít thắng xứ. 2. Bên trong có sắc tưởng, quán sát bên ngoài nhiều thắng xứ. 3. Bên trong chẳng có sắc tưởng, quán sát bên ngoài ít thắng xứ. 4. Bên trong chẳng có sắc tưởng, quán sát bên ngoài nhiều thắng xứ. Ý nghĩa những thắng xứ và 8 giải thoát gần giống nhau. Vì chẳng có định lực mà quán nhiều, thì e rằng định lực tán, cho nên phải quán ít thắng xứ. Khi nào có định lực thì hãy quán nhiều thắng xứ. Quán cái gì? Phải tu chính quán tưởng. Chính quán tưởng là gì? Tưởng sình, tử thi sình lên. Tưởng xanh ứ, tử thi bị nắng gió biến thành màu xanh ứ. Tưởng hoại, tử thi tan rã. Tưởng máu chảy, sau khi thi thể tan rã thì máu chảy về đất. Tưởng mủ, thối nát thành mủ. Tưởng ăn, thi thể bị chim thú ăn. Tưởng phân tán, sau khi chim thú ăn xong thì toàn thể xương cốt phân tán rã rời. Tưởng xương cốt, còn lại đống xương. Tưởng thiêu đốt, xương cốt bị lửa thiêu đốt trở thành tro đất. Người tu thiền phải quán chính quán tưởng này, bằng không thì chấp trước có cái ta sẽ không thành công. 5. Xanh thắng xứ. 6. Vàng thắng xứ. 7. Đỏ thắng xứ. 8. Trắng thắng xứ. Quán xong bất tịnh mới quán phóng quang. Màu xanh phóng ra quang minh màu xanh, màu vàng phóng ra quang minh màu vàng, màu trắng phóng ra quang minh màu trắng, hiện ra một thứ quang minh. Lúc đó đừng chấp trước, giống như chẳng có việc đó, được như vậy thì mới được xứ sự thù thắng. 10 nhất thiết xứ là gì? Tức là 10 thứ khắp nhất thiết xứ, tức cũng là 4 màu sắc và thêm 6 đại. Nếu có thắng tri, thắng kiến, thì sẽ thành tựu công năng khắp nhất thiết xứ. 1. Xanh khắp nhất thiết xứ. 2. Vàng khắp nhất thiết xứ. 3. Đỏ nhất thiết xứ. 4. Trắng nhất thiết xứ. 5. Địa nhất thiết xứ. 6. Nước nhất thiết xứ. 7. Lửa nhất thiết xứ. 8.
gió nhất thiết xứ, 9. Không nhất thiết xứ, 10. Thức nhất thiết xứ. 10 pháp này, người tham thiền phải minh bạch cảnh giới này, sau đó mới phá được sự tham thoại đầu, tức cũng là khai ngộ. Hòa thượng Hư Vân lúc khai ngộ nói: Nản trước thủ, đã toái bôi, gia phá nhân vong ngữ nan khai, xuân đáo hoa hương xứ xứ tú, sơn hà đại địa thị Như Lai. Nghĩa là tay bị nóng, đập nát ly, nhà tan người mất khó nói nên lời. Xuân đến hoa thơm, đâu đâu cũng đẹp, sông núi đất đai đều là Như Lai. Tức là cảnh giới này hết thảy đều không. 3 lần biến cõi nước, lần thứ nhất biểu thị 8 xã lìa, lần thứ hai biểu thị 8 tháng xứ, lần thứ ba biểu thị 10 nhất thiết xứ. Nghĩa lý của kinh văn thâm áo vô cùng, phải quán thông kinh nghĩa mới có hữu dụng. Bằng không thì nuốt trựng, ăn mà chẳng biết mùi vị. Đọc kinh văn mà không cầu hiểu rõ, không biết tông chỉ của kinh, suốt ngày ngủ với vô minh, ăn cơm với phiền não, làm bạn với 3 hoặc. Như thế thì làm sao có sự thành tựu? Tóm lại, hiểu biết thì lìa khỏi chúng, chẳng hiểu biết thì bị chúng làm mê. Người học Phật Pháp, vừa học vừa thực hành mới có hiệu quả. Học mà không hành, dù học bao nhiêu cũng chẳng ích gì. Tức là học một câu mà áp dụng thì sẽ đắc được vô lượng lợi ích. Bệnh lớn nhất của người học Phật Pháp là nói được mà làm chẳng được. Đó là khẩu đầu thiền. Kinh văn: Bấy giờ, các đức Phật phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ở phương Đông, trong 50.000 ức na do tha cõi nước, mỗi vị đang thuyết pháp ở cõi đó, đều tụ tập lại. Như thế lần lượt các đức Phật trong 10 phương cũng đều tụ tập lại ngồi ở tại 8 phương. Giảng giải: Lúc đó, các hóa Phật phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong 100 ức na do tha hằng hà xa cõi nước đều đang ở cõi đó thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Vì Đức Đa Bảo Như Lai đến Pháp Hội Linh Sơn làm chứng minh, cho nên các ngài đều từ biệt đại chúng để tụ tập về núi Linh Sơn. Tại sao Đức Đa Bảo Như Lai đến Hội Pháp Hoa Núi Linh Thứ Thế Giới Ta Bà để làm chứng? Vì thuở xưa, ngài từng phát nguyện, phàm là có đạo tràng, diễn nói kinh Pháp Hoa, thì ta nhất định đến trước làm chứng minh. Lần lượt như thế, từ phương Đông bắt đầu, 10 phương chư Phật đều tụ tập tại Pháp Hội Linh Sơn, ngồi ở 8 phương của Bảo Tháp. Kinh văn: Bấy giờ, tại mỗi phương đều có 400.000 ức na do tha cõi nước. Các đức Phật Như Lai đều đầy khắp trong đó. Giảng giải: Lúc đó, ở tại mỗi phương đều có 400.000 ức na do tha cõi nước. Cõi nước biến hóa ra rất thanh tịnh trang nghiêm. Các đức Phật phân thân của Phật Thích Ca đều đầy khắp trong đó. Kinh văn: Bấy giờ, các đức Phật đều ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, rồi sai thị giả đến thưa hỏi Đức Phật Thích Ca, và đều đưa cho mỗi một bó hoa báu, mà dặn dò rằng: Thiện nam tử, ngươi hãy đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni, theo như lời của ta mà nói rằng: Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ não, sức khỏe an vui chăng? Các chúng Bồ Tát Thanh Văn đều an ổn chăng? Giảng giải: Lúc đó, phần thân chư Phật 10 phương đều ngồi trên tòa sư tử dưới cội Bồ Đề, rồi phái thị giả đến đạo tràng của Đức Phật Thích Ca để thăm hỏi. Chư Phật tay cầm bó hoa báu đưa cho thị giả, dặn dò thị giả rằng: Thiện nam tử, ông đến núi Linh Thứ đạo tràng của Phật Thích Ca. Thế ta mà nói thế này, Đức Thế Tôn, ngài có khỏe chăng? Chẳng có bệnh tật, chẳng có khổ não chứ? Thân tâm an lạc chứ? Hàng Bồ Tát và Thanh Văn đều an ổn chăng? Thăm hỏi xong rồi, thì dâng hoa báu cúng dường Đức Phật. Kinh văn: Dùng hoa báo này rải lên cúng dường Đức Phật, rồi bạch rằng: Đức Phật đó cũng muốn mở bảo tháp này,
các đức Phật sai sứ đến cũng lại như thế. Giảng giải. Chư Phật lại dặn dò thị giả nói, đem hoa báo này rải lên cúng dường Đức Phật Thích Ca, sau đó nói với Đức Phật rằng, Đức Phật đó muốn mở bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, để chiêm ngưỡng đức tướng của Đức Đa Bảo Như Lai. Chẳng những một vị Phật sai thị giả đến thăm hỏi Đức Phật, cúng dường Đức Phật, mà mười phương chư Phật đều thăm hỏi và cúng dường như thế. Kinh văn. Bây giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy tất cả chư Phật phân thân đều đã tụ lại, đều ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các đức Phật cùng muốn mở bảo tháp, bèn từ tòa đứng dậy, trụ ở trong hư không. Tất cả bốn chúng đều đứng dậy, chắp tay một lòng nhìn Phật. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy chư Phật phân thân của mình đã tụ tập lại hết trên núi Linh Thứ. Mỗi vị Phật đều ngồi trên tòa báo sư tử, lại nghe mười phương chư Phật muốn mở bảo tháp, lập tức từ tòa báo đứng dậy, trụ ở trong hư không. Lúc đó, tất cả bốn chúng đệ tử cùng nhau đứng dậy, cùng kính chắp tay. Đại chúng một lòng nhìn Phật mở cửa bảo tháp như thế nào. Tụ tinh hội thần để chờ. Kinh văn. Bây giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tay phải mở cửa tháp bảy báu vang ra âm thanh lớn, như tháo chốt mở cửa thành lớn. Giảng giải. Lúc ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tay phải mở cửa tháp bảy báu. Từ trong tháp vang ra âm thanh rất lớn, giống như tháo chốt mở cửa thành lớn. Phật dùng tay phải mở cửa bảo tháp là biểu thị khai quyền. Đức Đa Bảo Như Lai hiện thân là biểu thị hiển thật. Có câu, khai quyền hiển thật. Thu pháp môn quyền xảo phương tiện lại, bây giờ hiển lộ ra pháp môn chân thật. Kinh điển lúc trước Phật giảng là pháp quyền xảo phương tiện, bây giờ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới là pháp chân thật. Đây tức là tông chỉ của bổn kinh này. Kinh văn. Bây giờ, tất cả đại chúng trong pháp hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong bảo tháp, toàn thân không tán hoại, như nhập thiền định. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở cửa bảo tháp, hết thảy bốn chúng đệ tử trong pháp hội đều nhìn thấy toàn thân của Đức Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử, an nhiên tồn tại chẳng tan hoại, giống như an tường nhập vào thiền định, khiến cho người thấy sinh tâm cung kính. Vì sao? Vì có uy đáng sợ, có nghi đáng kính. Kinh văn. Lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai nói, lành thay, lành thay, Phật Thích Ca Mâu Ni, xin hãy mau nói kinh Pháp Hoa, ta vì nghe kinh này mà đến đây. Giảng giải. Lúc ấy, lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp nói, lành thay, Phật Thích Ca Mâu Ni, xin Ngài hãy mau nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà đến đây. Đức Đa Bảo Như Lai vì thuở xưa phát nguyện mà đến làm chứng minh. Kinh văn. Bấy giờ, bốn chúng thấy Phật đã diệt độ trong quá khứ vô lượng ngàn vạn ức kiếp nói lời như thế. Khen chưa từng có, đại chúng đều dùng hoa báo cõi trời tụ lại rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Giảng giải. Lúc đó, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng đệ tử nhìn thấy Đức Phật Đa Bảo Như Lai đã diệt độ vô lượng ngàn vạn ức kiếp trong quá khứ, ở trong bảo tháp nói ra lời như thế. Đại chúng khen ngợi chưa từng có, đại chúng đều dùng hoa báu cõi trời tụ lại rải trên thân Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh văn. Bấy giờ, Đức Phật Đa Bảo ở trong bảo tháp chia nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy lên ngồi trên tòa này. Tức thời, Phật Thích Ca Mâu Ni vào trong bảo tháp đó, ngồi kiết già trên nửa tòa đó. Giảng giải.
Lúc đó, Đức đã bảo Như Lai ở trong bảo tháp nhường nửa tòa báu sư tử cho Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi, mà nói rằng: Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài hãy lên ngồi bên cạnh tôi, chúng ta hai người cùng ngồi chung một tòa. Tức thời, Đức Phật Thích Ca bèn vào trong bảo tháp, cùng ngồi một tòa với Phật Đa Bảo, ngồi kiết già trên tòa báu sư tử. Kinh văn: Bấy giờ, đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên tòa sư tử trong tháp bảy báu, ai nấy đều nghĩ: Đức Phật ngồi quá cao xa, xin nguyện Đức Như Lai dùng sức thần thông, khiến cho tất cả chúng con đều đến trong hư không. Giảng giải: Lúc đó, đại chúng trong hội Pháp Hoa nhìn thấy hai vị Phật cùng ngồi kiết già trên tòa báu sư tử ở trong bảo tháp, rất gần gũi, giống như là bạn bè thân thiết. Đại chúng đều nghĩ như vậy. Hai vị Phật ngồi ở trong bảo tháp vừa cao vừa xa, khiến cho chúng con nhìn chẳng rõ ràng, nghe chẳng rõ ràng. Xin nguyện Như Lai từ bi, dùng sức đại thần thông, đem tất cả đại chúng chúng con ở trong pháp hội này đều đến trong hư không, để chiêm ngưỡng Như Lai, lễ lại Như Lai thì tiện hơn. Kinh văn: Tức thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông tiếp các đại chúng đều đến trong hư không, dùng âm thanh lớn bảo khắp bốn chúng: Ai có thể ở cõi Ta Bà này mà rộng nói kinh diệu pháp Liên Hoa, thì nay chính là phải thời. Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem kinh diệu pháp Liên Hoa này phó chúc cho mọi người. Giảng giải: Lúc đó, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông, nên biết được đại chúng khởi vọng tưởng, bèn sinh tâm thương xót, dùng sức thần thông tiếp họ đến trong hư không, để làm mãn nguyện của đại chúng. Đức Phật Thích Ca lại dùng âm thanh lớn, bảo khắp bốn chúng đệ tử nói rằng: Ai có thể ở cõi Ta Bà này, rộng nói kinh diệu pháp Liên Hoa, thì hôm nay chính là phải thời. Vì ta, Phật Thích Ca, sau khi nói xong kinh pháp Hoa, thì chẳng bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Mỗi vị Phật đều muốn đem kinh diệu pháp Liên Hoa phó chúc cho mọi người, mong có người gánh vác trách nhiệm này, nối Phật huệ mạng, khiến cho chánh pháp vĩnh viễn lưu lại ở đời, chẳng khiến cho đoạn tuyệt. Các bạn chú ý, thọ trì kinh pháp Hoa, đọc tụng kinh pháp Hoa, giải nói kinh pháp Hoa, ấn tống kinh pháp Hoa, truyền bá kinh pháp Hoa đều có công đức không thể tưởng tượng được. Đọc tụng kinh pháp Hoa có thể từ trong miệng phun ra xá lợi, biên chép kinh pháp Hoa có thể từ ngòi bút nhả ra xá lợi. Đây là sự thật ngàn chân vạn quyết. Kinh văn: Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Thánh Chúa Thế Tôn, tuy diệt độ lâu, ở trong bảo tháp, còn vì pháp đến, các ngươi thế nào, chẳng siêng vì pháp. Giảng giải: Đoạn kinh văn này, Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Đức Đa Bảo Như Lai đã phát nguyện. Phàm có đạo tràng nói kinh diệu pháp Liên Hoa, thì Đức Đa Bảo Như Lai nhất định đến trước để nghe pháp, làm chứng minh. Các bạn thấy đó, nơi nào giảng nói kinh pháp Hoa, thì Đức Đa Bảo Như Lai đều đến nghe kinh. Hà huống là phàm phu chúng ta, càng phải đến chỗ giảng nói kinh pháp Hoa để nghe kinh. Thánh Chúa Thế Tôn, đây là chỉ Đức Đa Bảo Như Lai mà nói, tôn kính Ngài là Chúa trong bậc thánh. Thế Tôn là bậc tôn kính nhất của thế và suốt thế gian. Tuy nhiên, Ngài đã diệt độ vô lượng kiếp về trước, trụ ở trong bảo tháp này. Ngài đã thành Phật thì không cần nghe pháp nữa. Song Ngài vì nghe kinh pháp Hoa mà còn đến pháp hội núi Linh Thứ thế giới Ta Bà. Các vị, tại sao không siêng tu Phật pháp?
không siêng vì pháp, tức là lười biếng, giải đãi, phóng dật, không tinh tấn, tức cũng là chẳng chuyên tâm để nghe pháp. Người chân chính tin Phật thì trừ khi chẳng có pháp hội giảng kinh, nếu có thì bất cứ bận như thế nào nhất định cũng phải thu xếp thời gian đến tham gia. Tại sao? Vì nghe kinh còn quan trọng hơn là sinh mạng. Một ngày không ăn cơm thì có thể được, chứ một ngày không nghe kinh thì không thể được. Nghe kinh thì hiểu biết pháp môn liễu sinh thoát tử, y theo pháp tu hành thì chắc chắn sẽ được giải thoát. Hơn nữa, nghe kinh được ấn tượng càng thâm sâu hơn là xem kinh. Do đó có câu, một buổi nghe giảng hơn 10 năm đọc sách, có thể đổi là một buổi nghe giảng kinh còn hơn đọc 10 quyển kinh. Kinh văn: Phật đó diệt độ vô lượng số kiếp, khắp nơi nghe pháp vì khó được gặp, nguyện xưa Phật đó sau khi ta diệt đến khắp mọi nơi, thường vì nghe pháp. Giảng giải: từ khi Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ đến nay, trải qua thời gian vô lượng kiếp, đến khắp nơi nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phàm có nơi nào giảng kinh Pháp Hoa thì nhất định đến trước tham gia làm chứng. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa thì Ngài ở trong bảo tháp từ dưới đất vọt lên, trụ ở trong hư không để làm chứng minh. Đức Đà Bảo Như Lai tất nhiên đã thành Phật, tại sao còn đến để nghe kinh Pháp Hoa? Vì kinh này chẳng dễ gì gặp được. Do đó có câu, pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Này còn thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây là bài kệ khai kinh của nữ hoàng đế Vũ Tắc Thiên đời Đường làm ra. Trước khi đọc tụng kinh thì tụng bài kệ này trước. Thuở xưa, Đức Đà Bảo Như Lai từng phát nguyện rằng, nếu ta thành Phật thì ta sẽ ủng hộ đạo tràng giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau khi ta diệt độ, bất cứ nơi nào, Đức Phật nào nói kinh Pháp Hoa, thì ta thường đến nghe Pháp và làm chứng minh. Tại sao phát nguyện như vậy? Vì kinh Pháp Hoa là kinh khó gặp được. Ngài muốn làm ảnh hưởng chúng, dẫn dắt mọi người cùng đến tham gia Pháp hội, khiến cho đại chúng biết kinh này là vua trong các kinh, là kinh thành Phật. Do đó có câu, kinh Lăng Nghiêm là kinh khai ngộ, kinh Pháp Hoa là kinh thành Phật. Kinh văn: ta lại phân thân vô lượng chư Phật như các sông Hằng, đến muốn nghe pháp và thấy Đa Bảo Như Lai nhiệt độ, đều bỏ cõi nước và chúng đệ tử, trời người rồng thân, các sự cúng dường khiến pháp trụ lâu nên đến nơi này. Giảng giải: Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói, ta phân thân vô lượng chư Phật, nhiều như số các sông Hằng, đều đến nơi này nghe kinh Pháp Hoa. Các ngài còn muốn thấy Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ vô lượng kiếp, cho nên phân thân hóa Phật trong mười phương, đều bỏ cõi nước của mình và các hàng đệ tử mà đến núi Linh Thứ. Chư thiên loài người, các vị rồng, các vị thần đều đến cúng dường Đức Đa Bảo Như Lai, vì khiến cho chánh pháp trụ lâu ở đời. Cho nên Đức Đa Bảo Như Lai và mười phương chư Phật đều đến chỗ này. Kinh văn: vì chư Phật ngồi mà dùng thần thông dời vô lượng chúng, khiến nước thanh tịnh, mỗi mỗi vị Phật đến dưới cây báu, như đất thanh tịnh, hoa sen trang nghiêm. Giảng giải: ta vì các đức Phật phân thân an trí tọa ngồi mà dùng sức thần thông đem vô lượng chúng sinh dời đến cõi nước khác, khiến cho cõi nước này thanh tịnh, biểu thị sự hoan nghênh khách quý quan lâm. Mười phương chư Phật đều đến dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa báu sư tử, như đất thanh tịnh, dùng các thứ màu sắc hoa sen để trang nghiêm. Kinh văn: Phật ngồi ở trên tòa báu sư tử, dưới các cây báu, quang minh nghiêm sức, như trong đêm tối, đốt đuốc lửa lớn. Giảng giải: sau ba lần biến cõi nước, làm cho thế giới biến thành thanh tịnh,
phần thân chư Phật đều đến dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa báu sư tử. Mỗi tòa báu đều dùng bảy báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả, giống như trong đêm tối đốt đuốc lửa lớn, phá màn đêm tối. Kinh văn: thân tỏa hương thơm khắp mười phương cõi, chúng sinh ngửi được, thảy đều vui mừng, ví như gió lớn thổi nhánh cây nhỏ, do phương tiện đó khiến pháp trụ lâu. Giảng giải: trên thân của phân thân chư Phật đều tỏa ra hương thơm vi diệu, xông khắp cõi nước mười phương. Hết thảy chúng sinh được mùi hương này huân nhiễm thì đều vui mừng mà phát tâm Bồ Đề, giống như gió lớn thổi nhánh cây nhỏ làm rung động, tức cũng thọ được lợi ích của Phật pháp. Dùng pháp thiện xảo phương tiện này vì muốn khiến cho Phật pháp trụ lâu ở đời, cho nên trước hết giảng quyền pháp, sau giảng thật pháp, là ý nghĩa này. Phàm là người chân chánh tu trì, nghiêm giữ giới luật, tuyệt đối không phạm giới, đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, thì thân thể tự nhiên sẽ tỏa ra mùi thơm hoa sen, là hương thơm nhẹ nhẹ, chứ chẳng phải mùi thơm nồng nặc, không làm cho người có cảm giác sặc mũi. Người giữ giới, dù nhiều ngày không tắm rửa, cũng chẳng có mùi hôi, mà còn tỏa ra hương thơm. Người không giữ giới thì thân hôi như chồn hôi, khiến cho người nhàm chán. Kinh văn: bảo các đại chúng, ta diệt độ rồi, ai hay thọ trì, đọc nói kinh này, nay ở trước Phật, tự phát thệ nguyện. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca lại bảo đại chúng, sau khi ta nói xong kinh Pháp Hoa, thì sẽ vào Niết Bàn. Sau khi ta diệt độ rồi, ai hay phát nguyện thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này, bây giờ ở trước Phật Đa Bảo và phân thân chư Phật, tự phát thệ nguyện. Từ nay về sau, hãy thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, ấn tống bộ kinh Pháp Hoa này. Bất cứ gặp khó khăn gì cũng không thay đổi, nhất định quán triệt thủy chung, không cô phụ kỳ vọng của Như Lai. Kinh văn: Phật Đa Bảo đó, tuy diệt độ lâu, nhờ thệ nguyện lớn mà sư tử hống, Đa Bảo Như Lai cùng với thân ta tụ tập hóa Phật sẽ biết ý đó. Giảng giải: Đức Đa Bảo Như Lai đó, tuy diệt độ đã lâu, song nhờ thệ nguyện lớn của Ngài mà ở trong bảo tháp làm sư tử hống, Đức Đà Bảo Như Lai và thân ta cùng với phân thân hóa Phật đều biết được ý của các vị phát nguyện, sau đó sẽ hộ trì các vị, khiến cho thân tâm an ổn, chuyên tâm tu đạo. Kinh văn: các Phật tử thảy, ai hay hộ pháp, nên phát nguyện lớn, khiến pháp trụ lâu, có người hộ trì kinh Pháp Hoa này, tức là cúng dường ta và Đa Bảo. Giảng giải: các đệ tử của Phật, ai có tâm hộ pháp thì nên phát tâm thệ nguyện lớn, khiến cho kinh Pháp Hoa trụ lâu ở đời. Nếu như có người hay hộ trì kinh Pháp Hoa thì công đức cũng như cúng dường ta và Phật Đa Bảo. Tại sao? Vì kinh Pháp Hoa là chân thân của Như Lai, do đó trong các sự cúng dường pháp là hơn hết. Cúng dường tiền tài là tu phước, cúng dường pháp là tu huệ, phước huệ song tu, công đức mới viên mãn. Kinh văn: Phật Đa Bảo đó, trụ trong bảo tháp, thường du mười phương, để vì kinh này, cũng lại cúng dường, các hóa Phật đến, trang nghiêm quan sức tất cả thế giới. Nếu nói kinh này, tức là thấy ta, Đa Bảo Như Lai và các hóa Phật. Giảng giải: vị Đa Bảo Như Lai này tuy ngồi ở trong bảo tháp, song hướng đến khắp mười phương thế giới để vì chứng minh kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu các vị phát tâm cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì đồng như cúng dường các hóa Phật của ta phân thân, trang nghiêm tất cả cõi nước, quan sức tất cả thế giới. Giả sử hay giải thích nói kinh Pháp Hoa này thì thấy được thân ta và thân Đức Đà Bảo Như Lai và các phân thân hóa Phật của ta. Kinh văn: các thiện nam tử,
Hãy suy nghĩ kỹ, đây là việc khó, nên phát nguyện lớn. Các kinh điển khác, số như hàng sa, tuy nói rất nhiều, chưa phải là khó. Giảng giải: các vị thiện nam tử, các vị phải suy nghĩ cho kỹ đạo lý này. Hãy phát nguyện thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, ấn tống bộ kinh điển này. Đây là việc rất khó. Các vị nên phát thệ nguyện lớn, đời đời kiếp kiếp gần gũi Tam Bảo, gần gũi thiện tri thức, ủng hộ thiện tri thức. Ngoại trừ kinh Pháp Hoa ra, còn có rất nhiều kinh điển, số lượng nhiều như số các sông Hằng. Tuy nhiên, nói nhiều kinh điển, song cũng chẳng phải là việc khó. Kinh văn: nếu cầm tu di, ném qua phương khác, vô số cõi Phật, cũng chưa phải khó. Nếu dùng chân tay, động cõi đại thiên, ném xa cõi khác, cũng chưa phải khó. Giảng giải: nếu như cầm tòa núi tu di lên, ném qua vô lượng cõi Phật khác, cũng chưa phải là việc khó. Chỉ cần có thần thông thì làm được. Nếu như dùng chân di động đại thiên thế giới, ném thế giới qua phương khác, đây cũng chẳng phải là việc khó. Kinh văn: nếu đứng trên trời, vì chúng diễn nói, vô lượng kinh khác, cũng chưa phải khó. Nếu Phật diệt độ, ở trong đời khác, hay nói kinh này, đó mới là khó. Giảng giải: nếu như đứng trên trời hữu đảnh, trời vô sắc giới, phi phi tưởng xứ, vì chúng sinh diễn nói vô lượng các thứ kinh, cũng chẳng phải là việc khó. Chỉ cần có bản lãnh ngũ nhãn lục thông thì làm được, chẳng có gì chướng ngại. Nếu như sau khi Phật diệt độ, có người nào ở trong đời ác năm trượt, giải nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đó mới là việc khó làm nhất. Kinh văn: nếu như có người tay cầm hư không, dùng để du hành, cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu tự biên trì, hoặc khiến người biên, đó mới là khó. Giảng giải: nếu như có người dùng phép thần thông, tay cầm hư không, du hành khắp nơi, việc này vẫn chưa kỳ lạ, có thể làm được. Song, sau khi Phật diệt độ, nếu có người biên chép kinh này, hoặc khiến cho người biên chép kinh này, đây là việc chẳng dễ gì làm được. Tại sao? Vì cảnh giới này không thể nghĩ bàn, cho nên chẳng có ai tin. Kinh văn: nếu dùng đại địa để lên bàn chân, thăng lên phạm thiên, cũng chưa phải khó. Sau Phật diệt độ, ở trong đời ác, tạm đọc kinh này, đó mới là khó. Giảng giải: nếu như có người đem đại địa để trên bàn chân, bay đến trời đại phạm, cũng chưa phải là việc khó. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ rồi, mà ở trong đời ác năm trượt, trong khoảng thời gian ngắn mà đọc tụng kinh này, đó mới là việc rất khó, chẳng dễ gì làm được. Các vị chú ý, người chẳng có căn lành thì chẳng thể nào nghe được tên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, càng không thể nào đọc tụng được kinh Pháp Hoa và thấy được kinh văn Diệu Pháp Liên Hoa. Hiện tại các vị là người may mắn nghe được kinh Pháp Hoa ở trong Phật giáo giảng đường. Đó là trong quá khứ đã phát thệ nguyện gần gũi kinh này, thọ trì kinh này. Đời này gặp được đạo tràng giảng kinh Pháp Hoa, nhân duyên này khó gặp được, các vị phải trân tiếc, đừng để trôi qua lãng phí. Kinh văn: nếu như kiếp thiêu, gánh vác cỏ khô, vào trong không cháy, cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu trì kinh này, vì một người nói, thì mới là khó. Giảng giải: nếu như lúc kiếp hỏa thiêu cháy mà có người gánh vác cỏ khô đi vào trong kiếp hỏa mà không bị kiếp hỏa thiêu đốt, đó cũng chẳng phải việc khó. Chỉ cần có thần thông thì làm được. Sau khi Phật diệt độ, nếu có ai thọ trì kinh này hoặc vì một người giải nói, thì đó là việc khó, chẳng dễ gì làm được. Kinh văn: nếu trì 8 vạn 4.000 tạng pháp, 12 bộ kinh, vì người diễn nói, khiến các người nghe, được 6 thần thông, tuy được như thế, cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nghe thọ kinh này, hỏi nghĩa trong kinh, đó mới là khó. Giảng giải:
nếu như có người thọ trì 84.000 tạng pháp, vì người nói 12 bộ kinh, khiến cho tất cả người nghe pháp đều được 6 thần thông. Tuy nhiên được như thế, song cũng chẳng phải là việc khó. Sau khi ta diệt độ, nếu có người nghe thọ trì được kinh này và hỏi nghĩa thú trong kinh này, thì đó mới là một việc rất khó. 12 bộ kinh là gì? Tức là Trường Hàng Trùng Tụng Cập Thọ Ký, Cô Khởi Vô Vấn Nhi Tự Thuyết, Nhân Duyên Ví Dụ Giữ Bổn Sự, Bổn Sanh Phương Quảng Vị Tằng Hữu, Luận Nghị Cộng Thành Thập Nhị Bộ. Trường Hàng Trùng Tụng Cô Khởi là kinh văn thể tài, lựa ra từng lối. Một, Trường Hàng, tức là văn dài trong kinh. Hai, Trùng Tụng, tức là nghĩa lý của kinh Trường Hàng ở trên, dùng kệ để thuật lại. Ba, Thọ Ký, Phật thọ ký cho Bồ Tát sẽ thành Phật. Bốn, Cô Khởi, đột nhiên ở giữa khởi lên một bài kệ, nghĩa lý của nó chẳng liên quan gì đến kinh văn ở trước. Năm, Bất Vấn Nhi Tự Thuyết, chẳng có người thỉnh pháp mà Phật tự động nói ra kinh văn. 6. Nhân duyên, tức là nhân duyên gặp Phật nghe pháp, hoặc nhân duyên Phật nói pháp giáo hóa chúng sinh. 7. Ví dụ, trong kinh văn nói ví dụ. 8. Bổn sự, Phật nói nhân duyên của đệ tử trong quá khứ. 9. Bổn sanh, tức là Phật nói nhân duyên của mình trong quá khứ. 10. Phương quảng, tức là Phật nói kinh văn chân lý phương chánh quảng đại. 11. Vị tăng hữu, kinh văn Phật hiện thần thông. 12. Luận nghị, kinh văn giữa Phật và đệ tử hổ tương vấn đáp. 6 thần thông là gì? Người khai ngộ mới chứng được cảnh giới này. 1. Thiên nhãn thông, trên các cõi trời, dưới các địa ngục đều nhìn thấy rất rõ ràng. 2. Thiên nhĩ thông, chẳng những nhìn thấy được chư thiên từng cử chỉ hành động, mà còn nghe được từng lời nói tiếng cười của chư thiên, rõ như vô tuyến điện. 3. Tha tâm thông, biết được trong tâm của kẻ khác nghĩ việc gì và muốn nói gì. 4. Túc mạng thông, quán sát được nhân duyên và nhân quả của mình và kẻ khác trong quá khứ và vị lai. 4. Thần túc thông, có thể ở trong định, đến đi tự do, chẳng bị bất cứ gì hạn chế. 6. Lậu tận thông, chẳng có phiền não, chẳng có vọng tưởng, tất cả lậu đều tiêu sạch, chẳng khởi tác dụng. Ngoại đạo và các quỷ thần chỉ có 5 thần thông, mà chẳng có lậu tận thông. Chư Phật Bồ Tát A-la-hán mới có đủ 6 thần thông. Kinh văn, nếu có người nói pháp, khiến ngàn vạn ức, vô lượng vô số, hằng sa chúng sinh được A-la-hán đủ 6 thần thông, tuy có lợi ích, cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu hay phụng trì kinh Pháp Hoa này, đó mới là khó. Giảng giải, nếu như có người thuyết pháp khiến cho vô lượng chúng sinh nhiều như các sông Hằng đều đắc được quả vị A-la-hán, đều đủ 6 thần thông, tuy có ích lợi như thế, song vẫn chẳng phải là việc khó. Sau khi Phật diệt độ, nếu có ai hay phụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đó mới là việc khó. Chúng ta phàm phu phải nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật Đa Bảo và Phân Thân Hóa Phật của Phật Thích Ca cũng đến Pháp Hội Linh Sơn nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó, đủ biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa quan trọng như thế nào. Kinh này là kinh thành Phật, muốn làm Phật phải thọ trì kinh này, chẳng có pháp nào khác. Trước khi chưa giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì tôi không nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh khó gặp khó thấy. Bây giờ giảng đến kinh này, trong kinh văn cũng nói rất rõ ràng, hy vọng mọi người chú ý nghe. Công đức nghe được kinh Pháp Hoa, cảm ứng trí huệ đời sau không thể hạn lượng. Giống như nước biển cả lấy không hết, dùng không cạn được. Tại sao chúng ta ngu si? Tại sao có sự nóng giận? Tại sao có vọng tưởng? Tại sao có phiền não? Đều vì chẳng từng nghe qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này có chỗ diệu không thể nghĩ bàn. Chỗ diệu này không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Chỉ có chính người thực hành thể hội mới biết diệu vị đó. Kinh văn, ta vì Phật đạo, trong vô lượng cõi, từ xưa đến nay,
rộng nói các kinh, mà ở trong đó, kinh này bậc nhất, nếu người hay trì, tức là thân Phật. Giảng giải. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ta vì giáo hóa chúng sinh, đều vì thành Phật đạo, cho nên ở trong vô lượng cõi nước chư Phật, từ bắt đầu cho đến hiện tại, đã rộng giải thích nói rất nhiều kinh điển. Trước hết, nói kinh Hoa Nghiêm, tiếp theo nói kinh A Hàm, sau đó nói kinh Phương Đẳng và kinh Bát Nhã. Bây giờ mới nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở trong các kinh mà Phật nói, thì kinh Pháp Hoa này là bậc nhất, đây là bộ kinh ít có nhất. Nếu như có người hay thọ trì kinh này, tức là trì chân thân của chư Phật, chân thân của Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, ba thứ này tức là thọ trì chân thân của Phật. Kinh văn, các thiện nam tử, sao ta diệt độ, ai hay thọ trì, đọc tụng kinh này, này ở trước Phật, tự nói lời thề. Giảng giải, các vị thiện nam tử, sau khi ta diệt độ, ai hay thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này, giải nói kinh này, biên chép kinh này, ấn tống kinh này, hiện tại ở trước Phật, tự nói ra lời thề. Người học Phật nhất định phải phát nguyện, nguyện lực khiến cho mình hướng về chánh đạo tiến về trước, không thể lầm vào đường tà. Phát nguyện mà không thực hành, cũng giống như cây nở hoa giả, chẳng có ích gì. Kinh văn, kinh này khó trì, nếu ai tạm trì, ta rất hoan hỷ. Chư Phật cũng thế, những người như thế được Phật khen ngợi. Đó là dũng mãnh, đó là tinh tấn, đó gọi trì giới. Người hành Đầu Đà thì mau đắc được Phật đạo vô thượng. Giảng giải. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh khó thọ trì. Người chẳng có căn lành chân chánh thì không thọ trì được. Nếu như có người đời này tạm thời thọ trì, đọc tụng kinh điển thì ta rất hoan hỷ, chư Phật cũng hoan hỷ. Tại sao? Vì người này căn lành sâu dày, đảm đang được trách nhiệm lớn, khiến cho Phật Pháp lưu truyền thế gian, làm cho chúng sinh được nghe Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thành vô thượng đạo. Người này thọ trì kinh Pháp Hoa, được mười phương chư Phật khen ngợi. Người này thọ trì dũng mãnh, tinh tấn không giải đãi, nghiêm giữ giới luật không phóng dật, tu hành 12 hạnh Đầu Đà thì mau chứng được quả vị Phật. 12 hạnh Đầu Đà là: 1. Mặc y phấn tảo. 2. Chỉ có ba y. 3. Thường đi khất thực. 4. Thứ lớp khất thực. 5. Ngày ăn một bữa. 6. Tiết lượng ăn uống. 7. Quá ngọ không uống nước có chất bổ. 8. Ở nơi vắng lặng. 9. Ngồi ở nghĩa địa. 10. Ngồi ở ngoài trời. 11. Ngủ dưới gốc cây. 12. Thường ngồi không nằm. Người tu khổ hạnh phải giữ 12 điều quy củ này. Tại sao phải khổ như thế? Vì con người có tâm tham, do đó lòng tham muốn chẳng bao giờ ngừng. Tham chẳng biết chán, càng nhiều càng tốt, kết quả vọng tưởng lăng xăng, khắp nơi phan duyên ảnh hưởng sự tu đạo. Nếu tu 12 thứ khổ hạnh, coi nhẹ thân của mình, thì không làm nô lệ cho nó, chỉ cần duy trì được sinh mạng thì được. Nếu chẳng có tâm tham, thì chẳng có vọng tưởng. Nếu chẳng có vọng tưởng, thì sẽ khai ngộ. Kinh văn, hay ở đời sau, đọc trì kinh này, đó thật Phật tử, ở thuần đất lành, sau Phật diệt độ, hay giải nghĩa kinh, các trời người đó là mắt thế gian, ở đời sợ hãi, nói trong chốc lát, tất cả trời người đều nên cúng dường. Giảng giải, người đó khi ở đời vị lai, đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mới là đệ tử chân chánh của Phật, trụ ở đất lành thuần nhất, tức cũng là đất Phật. Sau khi Phật diệt độ, thấu hiểu nghĩa lý kinh này, đó là con mắt của trời người. Bất cứ là trời người, nếu chẳng đọc tụng thọ trì kinh điển, thì cũng giống như người mù chẳng có mắt. Ở trong đời ác năm trượt, trong thời gian chốc lát giải nói kinh Pháp Hoa, khi đó tất cả trời người đều nên cúng dường vị Pháp Sư.